Hello, xin chào tất cả mọi người. Mọi người đã quay trở lại với kênh Keaton Tarot Channel. Hôm nay là cái sẽ setup ánh sáng cho một chút xíu dịu dịu đêm vắng chút xíu ha, cho nó tối tối lại, cho nó cảm giác nó jazz, nó giống như ánh nến hơn ha mọi người. Và cái hôm nay á, Kit có nghe được một bài hát mới của Suni Hạ Linh, bài hát mang tên là Ngỏ Lời. Mà bài hát nó quá da diết đi, nó làm cho Kit cảm nhận rằng là Kit muốn trải bài ngay lập tức. Cho nên đó lý do sao là Kit lấy được cái cảm hứng từ bài hát mới của Suni Hạ Linh. Kit muốn có một cái chủ đề, bài hát mang tên là Ngỏ Lời đó, như Kit vừa nói á. Thì cho nên cái chủ đề của ngày hôm nay của Kit á, và cùng với mọi người chúng ta sẽ cùng khám phá, đó chính là sắp tới ai sẽ ngỏ lời với các bạn. Ok, ngỏ lời ở đây tức là có thể là ngỏ lời làm quen, hoặc là một người nào đó, hoặc là đối tượng về chuyện tình cảm nha. Họ có ý muốn ngỏ lời với chúng ta về điều gì đó. Thì chúng ta sẽ cùng xem cho cái trải bài của ngày hôm nay về cái vấn đề ngỏ lời đó nha. Và mọi người ơi, vì đây là trải bài hôm nay là cái sẽ chủ yếu là mang tính vui vẻ và giải trí thôi, cho nên cứ vừa nghe vừa ngủ, relax theo điệu nhạc jazz bossa nova này nha. Không đặt nặng đúng sai trong những cái trải bài, cái chữ quan trọng nên là chúng ta có những giờ phút vui vẻ và giải trí nhất. Và vì là cái câu hỏi là sắp ta sẽ ngỏ lời với các bạn, cho nên là Kit sẽ cho mọi người lựa chọn thông qua ba chai nước hoa mà Kit có ở trên đây nhé. Bây giờ Kit sẽ để từng tụ từng chai, mọi người thông cảm tại Kit xài nó hơi hơi nhiều á, nó vơi hết trơn rồi. Ok, thì thế này, Kit sẽ cho mọi người chọn thông qua hình ảnh của ba chai nước hoa trên mặt bàn này. Và từ trái sang phải như thông lệ nha mọi người, bây giờ là bên trái của mọi người sẽ là một chai nước hoa. Và cái chai này là tên là Vice Versa của Yves Saint Laurent. Đây, cái chai này đây, tụ thứ nhất. Hoàng chắc để qua bên cho mọi người dễ chọn ha, mất công dễ bị sao lãng. Đây là tủ thứ nhất nha. Và cái nắp chai này nó có hình một cái trái tim, cái này gọi là gì ta? Ách bích nha. Yeah, chai nước hoa này có hình ách bích nha. Tủ thứ nhất, chai nước hoa Saint Laurent Vice Versa. Với chủ đề, cái nhắc lại nha, chủ đề mang tên là sắp tới anh sẽ ngỏ lời với các bạn. Tủ 1. Và tủ 2 của Kit ở đây, chúng ta sẽ có là chai nước hoa Sun Moon Stars của Karl Lagerfeld. Nói như là sao Kit phải set up cho cái ánh sáng hôm nay nó dịu nhẹ chút xíu, cho nó phù hợp với không khí của cái chủ đề Sun Moon Star nha mọi người. Tủ thứ hai. Và tủ cuối cùng là một chai nước hoa vintage của Chanel. Kit xịt nhiều quá cho nên nó vơi bớt rồi. Chai nước hoa này là Une Fleur de Chanel ha. Une như là hoa mơ hay sao á. Đây, với cái nắp trắng rất là đơn giản, rất là basic, rất là casual. Ok, và cái sẽ để trên mặt bàn ở đây hình ảnh của ba tủ bài. Nếu mà mọi người không có biết chọn cái tủ nào á, thì mọi người có thể là nhắm mắt lại nha mọi người. Sau đó hít thở thật là sâu và ngẫm về cái chủ đề của chúng ta của ngày hôm nay, đó là ai sắp ngỏ lời với các bạn. Trong vòng 5 giây nhé, và lắng nghe cái âm nhạc ở trên đây. Ok, mọi người có thể mở mắt ra. Và sau khi mở mắt ra, mọi người thấy cái hình ảnh của cái chai nước hoa nào nó đập vào mắt mọi người nhiều nhất. Kit để ở đây cho đẹp ha. Cái chai nước hoa nào đập vào mắt mọi người nhiều nhất thì mọi người hãy lựa chọn cái tụ bài đó. Nhỡ đâu nó có thông điệp cho chúng ta, cho cái trải bài của cái hình ảnh nước hoa đó ha. Ok, bây giờ Kit bắt đầu vào cái trải bài hôm nay. Và Kit cảm ơn mọi người rất là nhiều vừa qua đã luôn ủng hộ cho kênh Keaton Tarot. Và mọi tình cảm, mọi sự đóng góp donate của mọi người Kit nhận được hết trơn luôn. Và mọi người ơi, nếu mà mọi người luôn yêu thương Kit nữa, nhớ là donate cho Kit nha. Kit sẽ để thông tin phần donate ở dưới phần bình luận nha mọi người. Và ok, bây giờ Kit xin bắt đầu vào trải bài với tụ thứ nhất. Hello mọi người ở tụ thứ nhất, những bạn đã chọn hình ảnh của chai nước hoa Saint Laurent này với cái biểu tượng hình ách bích Vice Versa. Và cái chủ đề của chúng ta hôm nay sẽ là ai sắp tới sẽ ngỏ lời với các bạn.
Rồi bây giờ Kit xin bắt đầu và trải bài nhé. Và Kit xin chắc để cái chai nước hoa ở đây đi cho nó dễ thương ha. Rồi ok, hay để đây nhỉ? Đây đi, dạ, cưng nè, ok. Rồi, Kit xin bắt đầu. Và trước tiên á, là hôm nay nó sẽ khác đi chút xíu. Kit sẽ không check cái năng lượng của mọi người như những lần bình thường nữa. Hôm nay á, Kit muốn xem thử rằng là bạn như thế nào trong mắt người xung quanh. Tức là những cái người khác khi nhìn vô bạn, người ta sẽ cảm thấy bạn như thế nào. Cho nên cái việc và năng lượng hôm nay của các bạn ở thế bị động, tức là các bạn chỉ ngồi yên đó thôi, lắng nghe những cái điều mà ở những người xung quanh, người ta nhìn vào bạn như thế nào. Chúng ta chỉ ngồi nghe thôi ha. Rồi ok, cái sẽ sử dụng bộ tarot này để check cho các bạn nhé. Mãi mê nghe nhạc mà quá. Ok, thế thì những người xung quanh khi người ta nhìn vào bạn, họ cảm thấy bạn là người như thế nào? Tụ thứ nhất, cái xin mạng phép chỉnh cái micro lại. Ok, khó chịu quá. Những người xung quanh khi mà họ nhìn vào bạn, họ cảm thấy bạn là người như thế nào nhé? Four of Cups nha mọi người. Four of Cups, King of Wands. Đẹp ha. Ok, cái để đây luôn. Và King of Swords nữa, rất là nhiều lá King ở trên các bạn, trên cái trải bài này của tụ thứ nhất nha. Ok, cái sẽ xem thêm một lá nữa. Tại sao họ nhìn bạn với cái phương diện là quá nhiều King như vậy? Để xem cái bộ Fairies này muốn nói gì. Environmental Awareness. Ok, thực sự thế này nè. Với cái năng lượng của bạn tỏa ra và mọi người khi mà nhìn về phía bạn á, không biết sao cho cái cảm giác ở đây là bạn khá là, người ta hay nói á, trông bạn có vẻ fancy, trông bạn có vẻ như là khó chịu, khó tính, và cũng giống như là hơi người ta nhìn vô, người ta thấy có cái nét của bạn nó hơi khó gần chút xíu nha các bạn ở tụ 1. Tại vì rất là hai cái lucky luôn, cho nên cái thấy cái năng lượng của tụ thứ nhất là những cái bạn mà có cái vẻ mặt rất là nghiêm nghị, rất là uy nghiêm. Các bạn là một người biết là nhìn cái môi trường xung quanh, cho nên là các bạn không phải là những cái người mà thích thể hiện cảm xúc thực sự trên cái gương mặt của mình ở bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu. Cho nên khi mà người ta nhìn vào bạn với cái lá 4 ly ở đây nữa, thì Kit chỉ cảm nhận rằng là họ thấy bạn là wow, có vẻ như là khó gần đây, khó tiếp cận, và cũng giống như là mang một cái vẻ mặt lạnh như tiền. Thực ra cái vẻ mặt lạnh ở đây không có đến nỗi là nó quá gọi là cứng ngắc đâu. Cái vẻ, tại vì cái lacking ở đây cho Kit cảm thấy là các bạn có một cái sức hút rất là lớn thôi. Bạn có sức hút, nhưng có vẻ như là họ, những cái người nhìn vào bạn, nếu mà ai mà tự tin á thì họ sẵn sàng nói chuyện, bắt chuyện, làm quen với bạn. Nhưng mà đối với những cái người mà họ không có nét được cái sự tự tin á, cho nên là họ không có dám lại gần bạn. Cho nên đối với các bạn ở tụ thứ nhất, thì khi người ta nhìn vào bạn á, thì đối với những cái người nào mà có được những cái sự tự tin nhất định á, họ mới có thể kết nối được với bạn. Còn nếu mà còn lại mà kiểu giống như là ngại ngùng, e áp, hay là một người mà kiểu giống như là
một người kiểu giống như là sợ bạn này kia các kiểu thì họ sẽ không dám dám tiếp cận bạn đâu. Vì đối với Kit thấy rằng trong cái tụ bài tụ thứ nhất này, tổng kết bạn là một người khó tiếp cận đối với trong mắt người khác. Thật ra nếu mà nói về cái xếp về khía cạnh bình thường á, có vẻ như các bạn không chịu thể hiện cảm xúc thôi, chứ không phải là các bạn là nó quá khó tiếp cận đâu. Các bạn cũng sẵn lòng mở lòng mà, nhưng mà kiểu chắc cái vẻ mặt của mình nó vậy, cái giao gọi là giao diện đó mọi người, chứ do cái giao diện của mình nó vậy cho nên người ta nghĩ rằng là bạn khó vậy thôi. Ok, vì có cái một cái lá này nữa, environmental awareness, thì cho kết mang một cái màu sắc là bạn có sức hút khá là lớn với cái môi trường xung quanh, nhưng mà có vẻ như là sẽ những cái đối tượng mà muốn tiếp cận bạn á, họ phải là những cái người cực kỳ tự tin mới dám tiếp cận với các bạn. Ok, đó là những gì mà Kit thấy là người ta nhìn vào bạn từ phía họ nha. Không biết làm sao mà Kit cảm nhận như là cái nhạc này nó làm Kit phân tâm, cho nên vui lòng cho Kit đổi nhạc xíu nhé. Nhạc này làm phân tâm quá. Để Kit cái nhạc nào nó ít phân tâm hơn. Ô là là, nhạc nào đây mọi người ơi, này được không nhở? Before we were using monday.com, our team was drowning. Our days used to split between work and managing work. Ok, đi đâu cũng lệ về đó, nhạc lo-fi vẫn là một cái list nhạc nó phù hợp hơn với những cái trải bài này. Ok, thế thì Kit check được cái năng lượng cho các bạn ở tụ thứ nhất rồi. Bây giờ Kit sẽ xin bắt đầu rằng là với chủ đề chính là sắp tới ai sẽ ngỏ lời với các bạn. Và bây giờ Kit xin bắt đầu dùng cái bộ tarot bé mèo này để check cho các bạn rằng là ai sẽ là người ngỏ lời với các bạn trong giai đoạn sắp tới. Lo-fi vẫn hay ha mọi người ha. Four Pentacles, bốn sao. Judgment. Seven of Wands. Ok, với cái lá bài này, ba cái lá bài mà bốn sao, Judgment và Seven of Wands, thì cái màu sắc của đối tượng sắp tới mà họ mà muốn ngỏ lời với các bạn, khi thấy cái người này đã quan sát bạn rất là lâu rồi. Một người quan sát bạn đã rất lâu, tại vì Kit nghĩ rằng là họ vẫn chưa có gọi là có một cái sự nào đó sắp tới mà gọi là nó quá mà nhanh chóng để ngỏ lời với các bạn đâu. Họ cần lựa chọn một thời gian để tiếp cận và cũng như là ngỏ lời với các bạn. Với cái năng lượng của cái lá mà gậy ở đây là bảy gậy, thì Kit nghĩ rằng là người này đã biết bạn rồi, chỉ là họ vẫn đang set up, họ vẫn đang ở một cái phương diện rằng là giống như chạy marathon nghĩa mọi người, vẫn đang đếm thôi. Cho nên và đặc biệt cái lá judgment ở đây thì Kit thấy người này suy đoán tính toán rất là kỹ. Vậy thì cái đối tượng mà sắp sửa ngỏ lời với các bạn thì Kit thấy, tại vì ở đây có lá bốn sao cho Kit một cái cảm giác rất là quen thuộc, thân thuộc, là những cái gì mà các bạn đã gặp, đã tương tác. Vậy thì cái môi trường mà những cái người mà xung quanh các bạn, những cái mối quan hệ mà các bạn đã biết rồi, những cái người có trong công việc nè, trong nơi làm, nơi học, hoặc là cái nơi chốn xung quanh, hàng xóm chẳng hạn, thì sắp tới họ sẽ ngỏ lời với các bạn. Nhưng mà họ quan sát trước, cái người này hay check story các bạn liên tục và thường xuyên. Nếu các bạn hay là những người social á, thì người này xem rất là nhiều luôn, và kiểu cũng giống như là họ quan sát tình hình của bạn như thế nào. Cho nên là Kit nghĩ rằng là giai đoạn sắp tới họ ngỏ lời với các bạn, nhưng họ cần quan sát kỹ hơn mục tiêu mà họ đề ra, mục tiêu họ thấy, tức mục tiêu là các bạn á, thì để xem như thế nào. Bây giờ Kit sẽ xem tiếp.
Tại vì cái thấy người này nó cũng có một cái điều gì đó nó còn chủng lại, nó còn dè, không phải là dè chừng mà kiểu như là có vẻ như là họ sợ cạnh tranh đó mọi người. Kiểu giống như là họ nghĩ rằng là bạn có đối tượng hoặc là cách kiết nghĩ các bạn là cũng có đối tượng rồi, cũng vẫn cũng để ý người khác, một người nào đó rồi. Nhưng mà cái đối tượng này á thì Kiết xin khẳng định là không phải là người mà bạn để ý đâu, mà họ để ý bạn nhiều hơn, quan sát bạn rất là lâu luôn rồi đó. Cái lá này mang tên là Face your future with boldness and strength. As soon as I pray, you answer me, you encourage me by giving me strength. Cái màu sắc của cái việc một cái người hâm mộ, cái người này khá là ngưỡng mộ các bạn tuổi thứ thứ nhất. Không biết các bạn ở tuổi thứ nhất là những bạn mà cứ thấy chắc là có vẻ ngoài là một tỏa ra một cái năng lượng cực kỳ tuyệt vời, cho nên là và đặc biệt các bạn bởi cái mới nói cái năng lượng khi người ta nhìn vào bạn họ người ta cảm thấy bạn khó gần, cho nên người này luôn luôn là kiểu giống như là quan sát kỹ càng trước mới hành động. Nhưng mà có một cái dấu hiệu mà Kit vẫn nghĩ rằng là tất cả những cái người đó đó nghĩ rằng các bạn là có người yêu hay là có tương tác, có thể các bạn đây có người yêu hay như thế nào rồi, nhưng mà Kit vẫn đa phần nghĩ là các bạn vẫn đang tìm hiểu với một cái tương tác nào hơn nếu mà các bạn có rồi. Còn nếu mà bạn vẫn độc thân á thì họ lại nghĩ các bạn khó gần quá, kiểu khó tiếp cận quá, quan sát nhau có thể một vài bạn ở xa hoặc là cái người mà các bạn quen biết là bạn bè lâu năm rồi, bạn đã đi du học rồi, bạn nó ở bên nước ngoài hoặc là bạn bên nước ngoài, xong rồi hai bạn nhìn nhau, bạn kia nhìn bạn nhiều hơn, còn bạn thì cứ thấy cứ vô tư vậy đó. Mặc dù cái năng lượng của bạn là King of One và King of Swords, nhưng mà Kit lại cảm thấy bạn khá là lạc quan và vô tư trong cái những cái tình huống tình cảm hiện tại. Các bạn không kiểu giống như là enjoy mình thôi, có thì được, có thì nắm giữ, còn không có thì tiếp tục với cái hành trình của mình. Tại vì bạn có lá bốn ly mà, đâu phải ai ấy, là bạn cũng có cảm xúc một cách nhanh mượt mà được đâu. Nhưng mà nói thẳng nha, cái người mà ngỏ lời sắp tới với các bạn á là mang cái hơi hướng là cái người ngưỡng mộ các bạn nhiều hơn, và họ đã quan sát bạn rất là lâu rồi, cho nên là sắp tới cứ thấy là họ sẽ đối mặt với cái sự thật này, họ sẽ cố gắng mở lời và cũng giống như là, nhưng mà họ vẫn còn một cái kiểu cái cách mở lời của họ thì Kiết không có cảm nhận rằng là họ sẽ nói một cách bạch đẹp ra kiểu như là tôi có cái cảm xúc với bạn đâu. Tức là họ này sẽ họ sẽ thích gửi những cái tín hiệu, hoặc là ít thích, họ nhiều khi thích đăng story, up story hoặc là thả hint hay là viết cái điều nào đó hơi mập mờ trên mạng kiểu như cho bạn để ý, nhưng mà thật ra bạn cũng không để ý đâu. Khi đấy bạn vô tư vô lo kiểu như là bạn có nhiều thứ, nhiều điều để nhìn về mình chứ đâu phải chỉ để ý cái này đâu. Cho nên là mà bạn để ý nha, cái người này rất là thích viết những cái gì đó so deep, mà lâu lâu họ viết những cái so deep đó nó có liên quan tới bạn, mà bạn lại nghĩ rằng chắc viết cho ai đó khác. Bạn vô tư quá cho nên vô nghĩ cũng hỏng vô luôn người ta. Mà thật ra là người này khi nghĩ sắp tới là họ sẽ mạnh dạn hơn để có phương diện rằng là họ sẽ, nếu mà ở gần nhau thì họ sẽ chủ động nhắn rủ các bạn một buổi gặp, có thể là gặp cà phê. Nhưng mà Kit nghe được cái người này cũng kiểu giống như là sẽ cố gắng thông qua bạn bè để kết nối với các bạn nha, có vẻ như là một cuộc họp, ví dụ là đi làm thì họp gặp gỡ chung đồng nghiệp, còn nếu mà đi học thì họp lớp, họp nhóm. Hoặc là có thể là rủ một đám bạn chung cà phê, các bạn có thể là bạn chung với một bạn nào đó rồi hai mấy bạn biết nhau đó, thì người này thông qua đó tiếp cận với bạn dễ dàng hơn. Chứ mà nếu mà kêu mà họ mà mặt đối mặt rồi để ngỏ lời chắc các bạn chạy mất dép. Tổ thứ nhất là những bạn thích kiểu giống như là đừng có thẳng mặt quá các bạn sợ, các bạn cảm thấy là nổi da gà. Tại vì tuổi thứ nhất cần phải có thời gian và kiểu như là thích một cái đối tượng nào đó kiểu như là từ từ thấm, mưa dầm thấm lâu thì nó sẽ tốt hơn. Chứ mà vồ vập mà vô mà tỏ tình hay là nói cái này với các bạn sợ chảy trơn à. Nếu mà tụi mà không phản vậy thì mình chọn lại tụi khác nha. Nhưng mà người này sẽ rất là mạnh dạn để tỏ tình với các bạn đó, nhưng mà thông qua cái việc từng bước một trước để thu hút cái sự chú ý của các bạn trước.
think about it nữa, nhưng mà hơi lưỡng lự chút xíu nha mọi người. Tại vì người này hơi sợ, kiểu giống như một ăn cản á về không á, sợ mà cái lá này lên luôn dreams thì hate your dreams. Cái tháng người này hay nằm mơ về bạn nhiều nha. Hoặc là kiểu giống như là cái tháng người này mơ mộng về bạn khá là nhiều, daydream, kiểu như là suốt ngày cứ tơ tưởng về các bạn á. Bởi vậy khi mới nói các bạn tụ thứ nhất kiểu giống như là một idol gì đó, là hình tượng để họ dõi theo. Ủa có thật không vậy trời, các bạn ở tổ thứ nhất các bạn có phải là có, nhưng mà có thật hay không hay là AI? Think about it, cái thấy người này vẫn rất là khá lưỡng lự, nó đi kèm với cái lá bảy gậy này thì sẽ cái cảm nhận rằng là một cái người gọi là phải suy tính kỹ lắm rồi mới dám nói, nhưng mà cái việc nói ở đây tỏ tình này á, hoặc là come out này nó cần phải thông qua một cái môi trường chung có nhiều người, hoặc là từ từ kết nối với bạn chứ không phải kiểu như là có sợ đó. Nói chung là cái sự can đảm nhất của họ là họ đã dám rủ bạn đi đâu đó, hoặc là uống nước cà phê ăn uống rồi, hoặc là gặp gỡ chung mà cũng họ gọi là can đảm lắm rồi. Chứ mà kêu mà họ mà mặt đối mặt hay cái phương diện là tỏ tình một cách hoạt tạc á, thì đó không phải là cái đối tượng này. Ok, nhưng mà thực sự cái người mà tỏ tình với các bạn và ngỏ lời với các bạn sắp tới á, sẽ là một cái người mà kích nghĩ rằng không để ý họ nhiều đó, nhưng mà họ quan sát bạn rất là lâu, có sự ngưỡng mộ ở đây nữa. Cho nên tụ thứ nhất mình có thể cân nhắc xem về cái tình huống này hen. Cái sẽ xem tiếp cho các bạn nhé. Cái sẽ sử dụng bộ Roman Angel of course để xem người này là cái cảm xúc của họ đó với bạn như thế nào, mà là họ lại muốn ngỏ lời với các bạn. Một cái lá rớt xuống, hai lá luôn. Healing family issues, attraction, nhớ khi nói họ có một cái sự thu hút rất là lớn về bạn. Bạn giống như một đóa hoa tỏa hương. Nói chung là các bạn từ thứ nhất mang một cái vibe nó khá là fancy, lạnh lùng, wisdom, nó mang một cái màu sắc mean girl, mean boys, kiểu như là I don't give a fuck. Nhưng mà thật sự cái người này cảm thấy bạn rất là healing, họ cảm thấy bạn rất là thân thuộc, họ cảm thấy your love lies manifest, your forgive you. Nhưng mà thật sự là kết nghĩ có vẻ như là trong những kiếp sống trước nha, các bạn đã từng là có cái mối tương tác cũng khá thân thuộc gần gũi với nhau theo cái phương diện gia đình á, cho nên người này xem bạn giống như là có vẻ nha, một vài cái tương tác cái đối tượng của cái người này là lớn tuổi hơn các bạn nhiều, cho nên là họ cảm thấy bạn rất là dễ thương, cảm thấy bạn rất là muốn chăm sóc, rồi kiểu như thấy bạn như một cục kẹo bông. Nếu mà ở đây ai mà con gái á, thì các bạn như là một cục kẹo bông. Còn nếu mà ai mà con trai nghe trả bài này á, thì bạn cũng đáng yêu lắm. Kiểu giống như là muốn được đùm bọc, muốn che chở các bạn, muốn ngỏ lời để kiểu như là cái thấy năng lượng này khá là đáng yêu. Lớn tuổi hơn các bạn, có thể năng lượng sẽ già hơn các bạn khá là nhiều. Nhưng mà thật sự cái người này bị thu hút bởi bạn một phần về cái sự thân thuộc. Bởi vì khi mà nó có tụ thứ nhất á, nó mang cái màu sắc của những cái người mà bạn biết rồi trong một cái mối quan hệ thân, trong một cái môi trường thân thuộc thôi. Không có ưu đãi, không có mua thuốc. Thì ok, cái sẽ xem tiếp đi cái người này. Nhưng mà cái người này cũng trung thành lắm, trung thủy. Thật ra từ trung thành trung thủy nó kiểu là nó cũng không nó kít dùng vậy thôi chứ thực ra, nhưng mà ý là kít nói là người này là một người rất là đeo đuổi cho tới cùng với một cái đối tượng mà họ thực sự cảm mến, chứ không phải là họ là kiểu như là thích bạn A, bạn B, bạn C, bạn D rồi mỗi lần thả thính một người không, bạn này kiểu như có một đối tượng là bạn nó sẽ theo tới cùng, hoặc là họ sẽ cố gắng hết sức mình ha. Wow, tụ thứ nhất. Nhưng mà nó ngặt nỗi như thế này nè. Các bạn tụ thứ nhất á, người mà các bạn crush, các bạn để ý á, thì đôi khi á, họ là có nhiều lựa chọn. Còn người mà các bạn không để ý tới á, thì họ lại rất là đeo đuổi các bạn luôn. Mà các bạn kiểu như là luôn luôn dăng ra một cái kết nối, kết giới á, để bảo vệ bản thân mình. Bởi vì cái năng lượng là 4 ly là đúng rồi nè.
Người ta hay tưởng bạn kén đó mọi người. Twitter xéo xác mọi người thông cảm. Sắp tới sẽ ngỏ lời với các bạn dán phí mèo. Cứ thấy nha, biết sao người ta thích các bạn, người ta để ý các bạn bởi vì là bạn là một người có gu thời trang, âm nhạc, bạn rất trẻ trung. Dù bạn là nam hay nữ hay trai bà này thì bạn là một người có thể nhảy theo nhạc, bạn là một người có thể gọi là cảm thụ âm nhạc. Và đặc biệt bạn hãy share những cái playlist âm nhạc và họ thích cái phong cách, cái gu, một cái gì đặc, nói chung cái gu của các bạn nó rất là thu hút cái người này. Và cái người này đôi khi á cũng rất là thích share những cái điều mà similar, gọi là internet xem các bạn á. Thì các bạn nhớ để ý cái dấu hiệu nha. Ví dụ bạn vừa up vừa post story về một cái điều gì, ví dụ một cái bài nhạc nào đó đi, thì ngay lập tức người này sẽ phản hồi lại bằng cách là họ sẽ post lại những cái ví dụ bạn post bài hát là I don't want to love, thì cái người này sẽ post là một ca khúc khác, But I want to love you chẳng hạn. Tức là nó sự kết nó, tức là người này tung hứng, vẫn muốn tung hứng, nhưng mà kiểu giống như là người này không có ra mặt quá nhiều đâu. Nhưng mà tại sao họ ngưỡng mộ các bạn? Vì khi thấy các bạn là một người có một cái gu, và cái sự thúc của bạn làm giống như là bạn là hình tượng của rất là nhiều người mến mộ á. Nhưng mà đang nói về cái người ngỏ lời trước, tức là khi thấy các bạn cũng có nhiều đối tượng để ý các bạn, nhưng mà cái người mà ngỏ lời với các bạn sắp tới á, sẽ là cái người mà bạn biết rồi. Và người này khắc kiên trì để theo đuổi các bạn ở tuổi thứ nhất. Nhưng cái dấu hiệu đó chính là cái người này là cái người mà các bạn không để ý đâu. Bạn để ý cái người khác. Nhưng mà cái người khác á, thì họ có nhiều lựa chọn. Còn cái người mà bạn không để ý thì họ để các bạn rất là nhiều. Và bạn là lựa chọn duy nhất, và cũng như là cái điều mà duy nhất họ luôn hướng về. Ok, cái sẽ xem tiếp. Bên bộ nào đây? Bộ này nhé. Đối tượng cái người ai đó sẽ tỉnh tò ngỏ lời với các bạn ở tuổi thứ nhất. Law of attraction, chắc người đã dùng luật hấp dẫn rất là nhiều để thu hút sự chú ý của các bạn nha. Tại vì law of attraction thì cho kết cảm nhận rằng là họ là một người luôn luôn thay đổi bản thân mình để muốn phù hợp với các bạn đó, cái người sắp ngỏ lời với các bạn đó. Cho nên cứ thấy các bạn ở đây mà nếu mà ai vẫn còn độc thân mà kiểu giống như là cũng nên cho nhau một cơ hội, thì bạn cũng nên để ý với cái đối phương này. Tại vì tại nói rồi, người này tại vì họ có dream về bạn rất là nhiều. Dream ở đây tức là mơ mộng, nghĩ về bạn khá là nhiều. Cho nên cái việc mà họ càng nghĩ nhiều về các bạn, mà ở đây có thêm một cái attraction đó mọi người. Có quá nhiều attraction ở đây, luật hấp dẫn nè. Cho nên khi thấy cái người này nè ngỏ lời với các bạn là họ cũng sử dụng luật hấp dẫn thông qua cái việc mà gọi là họ cố gắng thu hút, gây attention, gây sự chú ý cho các bạn á. Kiểu như là như là bạn để ý đi, ví dụ bạn up cái gì lên, bạn post cái hạt hoặc bạn nói cái gì, thì người này tự nhiên là cái hồi đáp lại với bạn theo cái phương diện đó. Cho nên khi thấy cái đối tượng này cũng khá dễ thương, họ ngây ngô, cũng kiểu giống như là thật tình lắm mọi người. Chứ thấy người này khá là thật tình nha. Cho nên thôi bây giờ mình thử đi vô cái đối tượng này đi, họ như thế nào nữa ha. Chứ sẽ sử dụng gì đây, họ sử dụng Tarot đi và bộ Amira để xem họ như thế nào, họ là người như thế nào. Page of Swords rất là quan sát luôn á trời. Cái người này rất là quan sát một vài bạn, đây chắc đeo kính rồi. Cái người mà quan sát các bạn rất là đeo kính, nhiều khi họ có gắn 10 cái kính trên đầu để quan sát. Không, thật sự là cái người này, cái là nghĩ cái mắt, đôi mắt của họ là một cái đôi mắt rất là tinh anh. Có vẻ đọc sách cũng nhiều và là một cái người mà gọi là một vài bạn đeo kính thì như Kiết đã nói ha. Nhưng mà Á Đông thì là một mí. Có một vài bạn người nước ngoài ở đây nữa. Cái ý là kiểu cái người mà quan sát các bạn cũng là người nước ngoài luôn, nhưng mà đa phần là đeo kính. Và nhưng mà không đeo kính thì cái đôi mắt của họ cũng nhỏ nhỏ thì thôi à, kiểu dạ cứ thấy cái đôi mắt nhỏ nhỏ dễ thương lắm.
Mà vài bạn ấy múp múp múp. Hoặc có thể các bạn là những người múp múp. Tôi sẽ sử dụng tiếp một Amira để xem thử cái người này là người như thế nào nha. Dễ thương mà người ta cũng kiểu quan sát để ý. Female. Như cái nói mà vài bạn là có người nước ngoài đây nữa nha. Nhưng female lighter than darker, da cũng trắng sáng nha. Không phải là kiểu rám nắng. Không biết sao nữa, cái đối tượng mà quan tâm để các bạn á, không phải kiểu rám nắng theo cái phương diện là yêu thể thao hay là cơ thể rắn chắc, mà cái thấy cái người này cũng kiểu giống như là thích kiến thức, đọc sách, hoặc là một cái người mà như thế nào ta, cũng khá lãng mạn nhiều hơn. Nhưng mà họ hơi thụ động xíu. Mặc dù Kit biết là sắp tới họ rất là muốn chủ động với các bạn nhiều, nhưng mà cơ bản thôi, họ là một người không phải là người tiếp người quá chủ động đâu. Nhưng mà female này cho Kit là một người cảm thấy rất là kiên trì. Nhưng mà da sáng màu, có thể một vài, có thể nếu mà đúc kết lại nha, người này có thể là nhuộm tóc, nhưng mà tóc kiểu sáng sáng nè, da cũng sáng nè, đeo kính nè, mắt cũng hơi nhỏ nhỏ xinh xinh, chắc nhìn cũng giống thư sinh K-pop Nhật Bản, Trung Quốc đồ ha. Một vài tương tác là người nước ngoài nữa nha mọi người. Nhưng mà cứ thấy tại vì ở đây có cái lá Pair Source và thêm cái lá female này nữa, mọi người thấy cái mắt của cái anh chàng này rất là tinh anh luôn, rất là nhìn xa xăm luôn, cho nên cái tỷ lệ mà cái người này quan sát và tìm hiểu về những cái sở thích của các bạn rất là lâu, họ rất, họ biết tuốt tất tần tật những cái sở thích, những cái bài hát, những cái gì mà các bạn đã chia sẻ nha. Người này để ý quan tâm lắm, cho nên nhưng mà bạn thì ngược lại không có để ý quan tâm người ta, cho nên thôi cái xem tiếp để có tình huống này khi mà ngỏ lời đi về đâu. Letting go, chỗ cái thấy cứ tối rồi mọi người ơi. Kit nghĩ một vài bạn này cũng đã để ý cái đối tượng khác, nhưng mà có vẻ như đối tượng khác họ cũng đang tỉnh tò với một cái đối tượng khác nữa. Kit họ muốn cho trò chơi xe lửa hay là trò chơi con rết nữa này. Kit nghĩ rằng là mọi người nếu mà nắm bắt được mà cảm thấy đây là một điều khá là hợp lý đối với tình huống các bạn, và bạn thấy họ cũng khá xinh yêu, dễ thương, thì cứ thấy có nên tiến tới đi, không cần gì phải ngại ngùng. Tại vì dẫu sớm, tại vì họ chỉ cần một cái tín hiệu từ bạn thôi. Tại vì khi nói ban đầu là bạn luôn luôn giống như là high lacking, nhưng mà lúc nào cũng tỏ ra là hơi khó gần lạnh lùng, hoặc là kiểu như không có thể hiện quá nhiều cảm xúc, cho nên họ cũng rất là khó nắm bắt các bạn. Nhưng mà yên tâm đi, nhưng mà kết nối với người này về lâu về dài thì họ là một người rất là tâm lý, tinh tế và rất là chu đáo nữa. Mặc dù họ không phải là mang một cái dáng vóc là nó body 6 múi muscle rồi người mẫu đỉnh cao đỉnh chóp, nhưng mà họ là có một cái sự tinh tế, quan tâm và một cái trái tim nó cũng rộng lớn đủ để che chở cho các bạn, và cũng là một cái bờ vai khá là ổn nha, rất là vững, để mỗi khi các bạn có tâm sự gì người này vẫn luôn lắng nghe các bạn. Cho nên cứ thấy cái đối tượng này cũng là một cái đối tượng mà gọi là nói chung là họ kiên trì rất là lâu rồi, cho nên kiến nghị các bạn tụi thứ nhất nên suy nghĩ về cái tình huống này để xem, nếu đi, nếu mà mọi người suy nghĩ về cái tình huống này cho cái đối phương đó một cơ hội để họ có thể là ngỏ lời á, thì mọi thứ sẽ đi về đâu ha. Kit sẽ cho hai lá, một lá là Roman Angel, một lá là Amira nha. Vì câu chuyện tình cảm cho nên Kit sẽ sử dụng những bộ vàng về tình cảm để nói ha. Máy giặt Samsung. Người ta giặt vũ cho các bạn luôn á. Gì vậy trời, cái bà tụi một sao mà cũng không chịu động tới động chân nghĩ vậy. Ồ oh. Nếu mà kết đôi á, kết nối và cho cơ hội nhau á, thì Kit nghĩ là thế này nè. Retreat, cái người này rất là thích
luôn luôn mà gọi là mỗi lần mà các bạn mà gọi điện thoại hay là các bạn cần cái điều gì đó, người này sẽ luôn có mặt và xuất hiện để giúp đỡ các bạn, có mặt để chia sẻ với các bạn. Và đặc biệt người này rất là thích được chu du đó đây, một vài bạn ở đây nha, cái người mà các bạn, cái người mà để ý mà sắp chuẩn bị ngỏ lời với bạn, hình như họ thích đi phượt nè, họ thích bụi bặm, ông kiểu như là thích đi phượt. Một vài bạn có những cái chiếc xe mô tô kiểu như là màu đen. Người này cũng đơn giản, cái style của họ thích màu đen, màu xám. Nhưng mà có da trắng. Không biết sao dù cũng chắc đi nắng nhiều nhưng mà da vẫn trắng, chắc cái gen. Ủa sao nhạc lên vậy vậy? Họ lên nè. Còn nếu mà đi đến đây á, thì cứ nghĩ rằng là các bạn sẽ trưởng thành hơn rất là nhiều khi các bạn tương tác với cái người này. Mặc dù ở đây cứ thấy á, các bạn có vẻ ngoài lạnh lùng vậy thôi, hoặc là kiểu giống như là tỏ ra không quan tâm vậy thôi, chứ tâm hồn các bạn vẫn rất là trẻ trẻ con, hoặc là kiểu như là cũng thích rong chơi đeo đổi các kiểu á. Nhưng mà khi các bạn kết đôi với người này á, nếu mà cho cả hai cùng một cơ hội thì cứ thấy là bạn sẽ trưởng thành hơn và cảm xúc rất là nhiều, và bạn sẽ cảm thấy an toàn và chín chắn hơn với cái đối tượng, với cái tương tác này, với cái người sắp ngỏ lời với các bạn á. Cho nên các bạn đừng có sợ mà chạy nha, khiếp nghĩ rằng là các bạn thôi cũng nên lùi lại chút xíu, chậm chậm lại chút xíu để cho người ta cảm giãn cái cơ mặt ra chút xíu, có một cái nụ cười thân thiện hơn, thì khiếp nghĩ là cái người này sẽ sớm bày tỏ với các bạn thôi, để khiếp xem thử thời điểm mà họ sẽ bày tỏ với các bạn nha. Nếu mà khiếp bóc charm thấy, và khiếp sẽ bóc thêm những cái lá charm để xem thử những cái tình huống nó có điều gì nữa ha. On off, khi thấy ở đây mà ai mà đang mập mờ với một cái đối tượng nào đó mà kiểu các bạn thích crush lâu, khi nghĩ là mình nên suy nghĩ về việc đó ha. Asian, người này châu Á, bởi vì da trắng, mắt nhỏ xíu. Đeo kính, là đại kính nó có đeo kính nè đúng không? Có hình cái mắt kính luôn nè mọi người. Có một vài bạn đeo kính ở đây nữa. Call me maybe, họ sắp gọi các bạn rồi đó. Call me maybe. Nhiều khi là, hoặc là có thể là các bạn sẽ là những cái người chủ động, kiểu giống như là gọi họ, kiểu như tôi cần giúp đỡ này kia hay sao nè. Ice cream, người ta xem bạn như là chắc cuộc hẹn đầu tiên đi ăn kem. Người này thích ăn kem, bà bạn thích ăn kem. Người này thích tặng quà vặt nhắm nhắm mấy bà. Họ tỏ tình với bạn là chắc chuẩn bị tặng gấu bông, xong rồi nhét cái lá thư gì trong đó. Hồi nãy Kit nói là dreaming, người này hay tơ tưởng trên mây với các bạn lắm, kiểu lúc nào cũng nghĩ về bạn, đầu óc để trên mây. Nhưng mà tháng 3, người này sinh tháng 3, có thể là họ là thuộc cung song ngư nhiều, kiến nghĩ là song ngư, hoặc và các bạn là bạch dương chẳng hạn. Long hair, có thể người này tóc cũng khá lãng tử, dài dài dài, còn các bạn thì khá lạnh lùng. Snow, hàng chi, hồi nãy đã nói con mà các bạn thêm có thêm lá snow như tuyết nữa. Nhưng mà tuyết ở đây thì snow white, nhiều khi các bạn không snow white, nhưng mà người kia là snow white, da họ trắng. Nhưng mà tuyết ở đây cái thấy là còn quá là nhiều tảng băng mà ở giữa các bạn, cho nên cái thấy á, sẽ có một cái sự mà kết giao sắp tới, một cái sự may mắn. Cái thấy là bạn và người này khi kết đôi với nhau cũng khá may mắn mọi người, và đặc biệt là clover, sẽ kết cảm nhận là nếu mà các bạn cảm thấy là đây là một đối tượng đúng đắn, các bạn sẽ có một cái sự may mắn và sự tác hợp và thành đôi với nhau. Cho nên hãy suy nghĩ về cái vấn đề này. Nếu mà cái ai ở đây mà còn mập mờ mà on off với một cái đối tượng nào mà lâu quá rồi mà không có kết quả nữa, thì chúng ta có thể rẽ hướng, tỉ tỉ đạp gió rẽ sóng, suy nghĩ về cái đối tượng sắp tỉnh tò ngỏ lời với các bạn sắp tới nha. Ok, Kiss cảm ơn mọi người rất là nhiều. Kiss xin kết thúc trải bài ở đây. Nếu mọi người có yêu thích cái trải bài này, mình có thể donate cho Kiss qua cái tài khoản ngân hàng. Kiss sẽ để thông tin ở dưới phần bình luận. Ngoài ra thì mọi người có thể like và share cái video này để tỷ lệ được YouTube quảng cáo cho Kiss nhiều hơn. Bye bye, hẹn gặp lại vào những trải bài tiếp theo. Xin chào tất cả các bạn ở tụ thứ hai nhé. Những bạn đã chọn hình ảnh của chai nước hoa Sun Moon Star. Wow, đây là chai nước hoa Kiss rất là yêu thích, sẵn rồi xịt luôn, thơm ngất ngây. Đây là chai nước hoa vintage và đã ngưng xuất hạ sản xuất rất là lâu rồi của Karl Lagerfeld. Cái chai màu xanh dương và có khắc đây mọi người, có khắc ngôi sao mặt trời mặt trăng và cái nắp kim vàng rất là đẹp. Và tại sao Kiss lại xịt cái chai nước hoa này?
vì cái chàng tù hai. Ok, cái sẽ xin để mạng phép để cái chai nước hoa ở đây để cho mọi người biết là đây là cái tù hai, để các bạn khi các bạn tua tới cái đoạn này các bạn biết đây là trải bài của các bạn rồi. Và màu xanh dương nữa, cái hiện tại đang rất thích những cái màu xanh thiên than xanh dương, mùi nước hoa thơm ngát của hoa quỳnh, đó quỳnh hương. Ok, bây giờ Kiết sẽ bắt đầu vào tủ bài thứ hai nha. À, và hôm nay khác với mọi lần là Kiết sẽ không có check năng lượng của mọi người hiện tại đang như thế nào, mà Kiết sẽ check cái năng lượng khác, tức là cái năng lượng mà mọi người khi người ta nhìn vào bạn, người ta nghĩ về bạn, người ta hướng về bạn, người ta cảm thấy bạn là người như thế nào trước ha. Ok, Kiết sẽ sử dụng bộ này. Kiết sẽ sử dụng hai bộ tarot và Kiết sẽ sử dụng bộ bé mèo này để check thử năng lượng mà khi người ta nhìn vào các bạn, người ta cảm nhận bạn là người như thế nào nhé. Tụ thứ hai, chủ đề là gì ta? Ai sẽ chuẩn bị ngỏ lời với các bạn? Ai đó, không biết ai nữa. Nhiều khi không có ai sao? Không có ai thì mình next video này luôn sao giờ? Tụ thứ hai, khi mà người ta nhìn vào bạn, người ta cảm nhận bạn là người như thế nào? Từ phía góc nhìn của họ thôi nha, tụ hai. Seven of Pentacles. Ba lá luôn. Ok. Oh, the sun. Sáng dữ trời. Ba sao. Trời, chắc tủ 2 cũng đất nhiều. Tủ 2 chắc cũng đất nhiều. Kiểu như thế nào ta? Sao người ta nhìn vô bạn, người ta thấy bạn tham công tiếc việc sao? Lúc nào cũng buồn quật, lo làm, kiếm tiền. Các bạn mê tiền hả? Hoặc là kiểu người ta nghĩ bạn là một người sống các vật chất mọi người. Ủa sao kỳ nhở? Tụi hai đâu có cái sống vật chất không? Kiểu mà ai mà chẳng thích tiền bạc này kia đúng không? Nhưng mà kiểu như người ta tụ hai, người ta nhìn cho các bạn, người ta cũng thấy bạn lúc nào cũng tỏa sáng, mà lúc bạn cũng lấp lánh, cũng là cũng sành điệu, mà theo cái phương diện là mặc đồ hiệu hả? Nhiều khi đây là thích đồ hiệu đồ, nhưng mà thật ra cái Kiết thấy các bạn tụ thứ hai là những người rất là chỉnh chu về mặt ngoại hình. Người ta thấy bạn khá là chỉnh chu, người ta thấy là bạn kiểu như là lúc nào cũng xuất hiện với một cái diện mạo mà gọi là nó phải mix cái này mask cái kia. Tụ hai là đúng là cái kiểu mà khi mà cái năng lượng của các bạn mà không được ok, các bạn không bao giờ bạn ra ngoài đó, các bạn không thích đem cái bộ mặt mà kiểu như là năng lượng mà nó tối tăm mù mịt, để cho người ta thấy các bạn phải xuất hiện với vai trò của một đợt sinh tới là phải tỏa sáng. Ngoài cung đất kia thấy có cung lửa ở đây nữa nha, có sư tử bạch dương và nhân mã nữa, và thêm cung đất sử nữ kim ngưu ma kết. Tại vì hai lần lá bảy xu và ba xu cho Kiết cảm nhận ở đây á, là người ta nhìn vào bạn, người ta cảm thấy bạn khá thân thiện, khác với tụ một là hơi lạnh lùng, nhưng mà tụ hai khá thân thiện, kiểu giống các bạn như là những ngôi vị hoa hậu với mọi người, kiểu như ai cũng chơi, ai cũng cười tươi, sorry mọi người. Hai, các bạn cũng vui vẻ rồi. Nhưng mà thế này nha, người ta thực ra các bạn độc thân, nếu mà chủ yếu các bạn nghe trò bài thứ hai độc thân, nhưng mà ai cũng tưởng là bạn độc thân. Ngộ vậy không, ý là vậy nè, người ta biết bạn độc thân rồi, nhưng mà người ta cũng kiểu giống như là không biết sao, người ta cảm thấy là chắc có nói người yêu. Ủa là sao? Tưởng bạn độc thân nhưng mà lại nghĩ có người yêu. Tức là họ... Ủa gì là cái người này có muốn ngỏ lời với các bạn hay không? Sao kỳ vậy? Kỳ cục quá. Thôi, đợi cái xíu. Không, cái năng lượng ở đây nó hơi bị đối lập. Họ tưởng bạn độc thân nhưng mà họ cũng nghĩ là bạn có người yêu vậy, tức là họ không hiểu bạn. Tức là các bạn là những người kiểu giống như là thân thiện, hoa hậu, gọi là show những cái gì dễ thương nhất của bạn ra bên ngoài. Thì họ lại nghĩ rằng là trời, dễ thương thân thiện vậy mà làm gì không có người yêu. Hoặc là có nhiều người lại nghĩ á là ừ, chắc bạn này hoàn hảo quá, chắc nên không có người yêu, người ta lại sợ. Ủa? Ê, tụi hai làm kích bối rối nha. Cái năng lượng của bạn khi người ta nhìn vô, người ta thích
các bạn để ý đó, nhưng mà người ta là không có muốn quá, mà gọi là người ta hơi bị nghĩ hiểu lầm về các bạn tụ hai quá nhiều. Kỳ trời. Giờ thì tôi lật bàn luôn, chết không có chạy nữa. Ủa ngộ ghê á. Thì mình đẹp đẽ, bản thân tụi mình đẹp đẽ, mình chân diện, rồi mình vui vẻ hòa đồng với mọi người, để cho mọi người ai cũng có năng lượng vui vẻ, sắp từ cái mọi người lại nghĩ mình khó gì ta, phức tạp khó hiểu. Đâu khó hiểu phức tạp gì đâu, mình có gì mình show đó mà người ta lại nghĩ các bạn phức tạp khó hiểu, người ta đắn đo, rồi người ta cũng kiểu muốn bước tới mà cũng lại lùi lại. Tụ thứ nhất á, sướng. Năng lượng mấy bà đó tỏa ra là king, vua không à, nhưng mà thu hút. Tức là dù người ta có lạnh lùng, nhưng mà những cái người mà hâm mộ của những cái bạn đó đó lại muốn tiến gần. Còn tụ thứ hai á, mình cũng kiểu sẵn sàng kết nói chuyện, rồi mà người ta lại kiểu như là tiến thì tiến, mà lùi cũng chịu lùi, rồi cứ ậm ậm ờ. Người ta nghĩ mình là cũng ậm ậm ờ, không có nghiêm túc hay sao á. Trời ơi, tụi hai độc thân nhưng mà rất là nghiêm túc nha. Nhưng mà kiểu giống như người ta hiểu lầm thôi, cho nên tụi thứ hai cái năng lượng mà khi người ta hướng về bạn, người ta hay hiểu lầm các bạn lắm. Nhưng mà ngoài ra thì người ta thấy các bạn khá là đẹp, người ta thấy bạn thu hút về các phương diện độc đáo, kiểu không giống ai, nó lạ lạ, nó tỏa sáng, người ta thích nhìn các bạn, nhưng mà không có nghĩ là người ta lại muốn trao đi cái tình cảm. Ok, vậy thì cái trải bài mang tên là Ai sắp tới tỏ tình với các bạn, kết xin kết thúc ở đây, hẹn mọi người vào những trải bài tiếp theo. Đùa thôi má. À gì ta, thôi vấn đề đã được giải quyết, problem resolved. Không, thực sự khi mà người ta nó giỡn, nãy giờ giỡn thôi, chứ thực ra khi mà người ta nhìn vào bạn, người ta thấy bạn rất là giỏi. Mọi cái vấn đề khéo léo các bạn giải quyết được hết. Người ta nhìn vô bạn, người ta nghĩ về bạn, người ta thấy ôi sao mấy cái vấn đề này rất là phức tạp, rất là khó, mà sao các bạn là giải quyết được. Tại thông minh, tại suy nghĩ thấu đáo, tại nhiều mối quan hệ xã giao, mối quan hệ xã hội. Các bạn tụi hai là khi ta nhìn vô, người ta biết là bạn là rất là người rất là social, kiểu như có nhiều mối quan hệ xã hội xung quanh đó. Đó lý do là sao ta hiểu lầm bạn, lắm mối vậy thôi chứ có ai đâu, nằm không không mà trời tức. Nhưng mà người ta rất là nể các bạn nha, vì các bạn là những người khá là linh hoạt trong cuộc sống, giải quyết được nhiều vấn đề, và bạn là một người mà gọi cái đầu của chắc là phải hơn gấp hai gấp ba lần người khác. Vậy thì chắc cái số của tụi thứ hai kiểu giống như là hơi kén nha, hơi tức. Thay vì tụi thứ nhất họ bị cái tính của họ là kén chọn, nhưng mà tính của tụi nhưng mà các bạn tụi thứ hai ấy, gọi là chắc là ông bà chọn, tổ tiên chọn giùm bạn. Nhiều khi các bạn cũng ân bụng cái người nào đó, nhưng mà vũ trụ ông bà tổ tiên không chọn, cho nên thành ra để kèo chơi. Tụi hai chán quá à. Sorry mà tụi hai nếu có chọn chung với Kit, mà thực ra cái năng lượng sao Kit nói vậy, không nói không có thêm bớt gì được hết. Bây giờ mình xin bắt đầu. Vậy thì thôi, chủ đề cũng may nha, là cái chủ đề hôm nay mang tên là ai sẽ ngỏ lời với các bạn, thì chắc chắn phải có đối tượng rồi đúng không? Thì dù dù muộn hay là sớm thì lỡ khi họ cũng ngỏ lời làm sao. Thôi giờ vô chủ đề đi, tính tiếp. Rồi bây giờ cái sẽ sử dụng bộ tarot này để xem rằng là ai đó sẽ ngỏ lời với các bạn trong giai đoạn sắp tới. Chỗ cái lá này nó bay lấp lánh luôn. Ba kiếm hả? Chưa lên lá ba kiếm thì trời. Ê, ba kiếm ba gậy luôn. Số ba nhiều. Ôi, kỵ sĩ số quá rồi. Vậy là có rồi mọi người, mừng quá mọi người. Sớm muộn cũng có. Thực ra tụ hai là cái tụ rất là ít đối tượng sẽ ngỏ lời với các bạn, kiểu giống như là nó vũ trụ chọn đúng người á, cho nên là thôi bình tĩnh kiên nhẫn nha. Mà thế này nha, có cái ba kiếm, cái người mà sẽ tương tác với các bạn nó có vẻ như là họ sẽ theo một cái hướng tâm sự trước, trò chuyện trước, thông qua cái việc tâm sự trò chuyện này mới ngỏ lời.
Three at once, có một cái lá sân bay ở đây, một cái máy bay. Vậy chắc là không biết tâm sự bằng tiếng nước nào. Nhiều khi các bạn tụi hai là những người giỏi English, giỏi ngoại ngữ, tiếng Hoa, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Lào, tiếng Thái. Mà thực ra các bạn là những cái người mà gọi là kết nối rồi giao tiếp nhiều quá hệ rộng. Sắp tới nha, cái người ngỏ lời với các bạn sẽ là cái việc ở đây nó sẽ thông qua cái việc trò chuyện, thông qua cái việc mà gọi là giao tiếp, thông qua cái việc mà gọi là tâm sự với nhau, tâm sự loài chim biển. Cái người này hơi hướng là trẻ thôi, kỳ sĩ sâu mà, cho nên đồng trang lứa hoặc là những cái người có cùng chung mindset với các bạn ở tụi hai. Tại vì ba gậy sẽ khi nói về cái ba gậy là nói về một cái vision, một cái tầm nhìn, cho nên có vẻ như là cái người này và bạn có một cái chí hướng chung, một tầm nhìn chung, có những cái câu chuyện chung và hai bạn khá là hợp gu với nhau. Cái người tỏ tình, cái người ngỏ lời với các bạn sắp tới á, nó sẽ mang cái hơi hướng hợp gu và kiểu như họ muốn trò chuyện với các bạn trước để nắm bắt, để hiểu rõ con người của các bạn là ai. Và cái người này nó không giống như các bạn ở tuổi thứ nhất. Người này không có theo dõi các bạn, người này cũng không có kiểu giống như là theo cái phương diện biết các bạn đã lâu. Vậy có thể đây là một trong những cái người các bạn sẽ gặp sắp tới, một người mới hoặc là một cái người lâu rồi không có connect. Thì vô tình các bạn là có một cái câu chuyện chung nào đó rồi lại connect, kết nối rồi lại cùng trò chuyện về vấn đề đó. Nhưng mà khi thấy đa phần sẽ là những cái người mới cách kiểu, hoặc là có thể là các bạn là những cái người mà hay lang thang trên mạng, xong rồi hoặc là lang thang ở chỗ nào đó rồi vô tình mình up cái gì đó, chia sẻ một cái điều nào đó, thì cái người này bỗng nhiên vô tình ghé chúng, xong rồi thấy để lại bình luận, để lại comment hoặc là như thế nào đó, rồi vô tình có những câu chuyện chung, kết nối chia sẻ với nhau. Vậy cái xác suất của cái người sẽ ngỏ lời với các bạn nó sẽ, tại vì có lá ba gậy đây một cái chuyến bay nữa, thì những người này là một vài đa phần tương tác sẽ là ở xa, thông qua mạng xã hội trước và thông qua cái việc trò chuyện trước. Tại vì cái thấy ba kiếm ở đây cái nghĩ rằng là một cái con người mà khá là nhạy cảm, cái người nói chung là nó mang một cái hơi hướng là kiểu như đồng cảm với nhau á, có những cái câu chuyện chung chia sẻ rồi từ đó nó nảy sinh tình cảm. Chúng ta sẽ xem tiếp phần bộ này nhé. Cho nên có vẻ như cái việc ngỏ lời ở đây nó kiểu giống như là nảy sinh tình cảm thông qua cái cuộc trò chuyện, tâm sự, giao tiếp. Hay không listen không nè, listen to the song here in my heart, có chung gu âm nhạc và cũng có thể là các bạn có những cái câu chuyện chung về đời sống gia đình, đời cái background, hoặc là ok giờ cái listen, cả hai rất thích lắng nghe nhau và đặc biệt cái người này rất là thích được bạn lắng nghe cái câu chuyện của họ, hoặc là hai phía nha, hoặc là đối với cái người này á, là họ rất là muốn lắng nghe câu chuyện của bạn, họ muốn biết nhiều rõ hơn về bạn. Người này khá ít nói, trầm tính. Còn bạn thì là người có vẻ như là sẽ hoạt ngôn nhiều hơn. Nhưng mà Kit nghĩ rằng là người này sẽ lắng nghe các bạn rất là kiểu trầm trầm. Sao Kit thấy cái gu của cái người này nó không quá năng động đó. Cái người mà tỏ tình, cái người gọi là chưa có đến mức tỏ tình đâu, chỉ là ngỏ lời thôi. Có thể là ngỏ lời rủ các bạn đi một buổi. Nhưng mà có vẻ nha, họ sẽ ngỏ lời rủ rê các bạn. Có vẻ như nếu mà họ ở xa thì họ sẽ rủ là sắp tới có một chuyến du lịch mới, rồi họ sẽ tới với các bạn, là họ sẽ kiểu giống như là bạn có đi du lịch không, cái gì có ghé vùng đất của tôi thì chúng ta cùng đi chơi. Nhưng mà đối với cái người này thì Kit nghĩ rằng là lắng nghe là cái ưu tiên hàng đầu của họ, và có vẻ như là họ sẽ rủ rê có một cái lời mời, ngỏ lời về cái việc gặp gỡ những cái quán nước, những cái gì đó nó chiêu chiêu âm nhạc. Và cái việc này nó có liên quan và có ăn nói rất là nhiều. Listen, một người rất là thích lắng nghe. Vậy thì cái việc ngỏ lời này Kit nghĩ rằng là nó ở tới sẽ tới một cái phương diện nó khá bất ngờ. Tức là họ sẽ không có chuẩn bị trước về cái việc là họ sẽ ngỏ lời với bạn, hoặc là nếu mà họ có thích bạn quá hay sao, họ sẽ không phải là kiểu tán tỉnh là tỏ tình một cách nhanh, hoặc là chuẩn bị trước, mà họ sẽ kiểu như bất chợt nói ra những cái điều mà từ sâu tận đáy lòng của họ. Cho nên người này đôi khi họ rất là thật,
kiểu như họ có gì họ nghĩ đó, họ cảm nhận như thế nào, họ sẽ nói ra cái điều đó ngay với các bạn luôn. Họ sẽ không phải chuẩn bị quá kỹ càng hoặc là dùng quá nhiều cái lời hoa mỹ để nói tốt với các bạn. Kia sẽ xem tiếp. Vì cái đối tượng này đa phần sẽ là cái người các bạn, nếu các bạn chưa gặp á, sẽ gặp cái đối tượng này nha. Cái đối tượng mới đa phần sẽ ở xa. Nhưng mà nó sẽ bắt đầu ở cái việc conversation, trò chuyện với nhau để đồng cảm trước. Learn something new. Mà hồi nãy khi mà nói là người mới thì có cái chữ new nó confirm, nó khẳng định ở đây. Kết nghĩ rằng là cả hai bạn nói chung là sẽ thích nói về thiên hạ xa xôi, sẽ thích nói về rất là sâu deep. Những cái câu chuyện chung nó rất là cảm xúc và mang một cái màu sắc chữa lành rất là nhiều. Bạn bởi vậy Kết mới nói á, cái người này Kết thấy á, cũng mang một cái con tim khá là nhiều sự tổn thương ở phía trước. Cho nên là họ sẽ rất là chậm rãi từ từ, nhưng mà người này sẽ bất thình lình trong cái lúc mà cả hai đang rất là cảm xúc thì họ sẽ ngỏ lời với các bạn trong cái lúc mà cả hai đang trò chuyện, đang tâm sự một cách rất là riêng tư, một cách rất là private, một cách rất là gần gũi với nhau. Và đặc biệt các bạn lại là những cái người không thích soi, kiểu giống như cả hai á, khi mà gặp gỡ nhau á, ngỏ lời nhau á, thì cứ thấy nó không phải là một cái không gian là nó quá đông người đâu. Nó ở một cái không gian rất là riêng tư và kiểu giống như là ít người, hoặc là nó dưới một ánh nến hay là một cái nơi nào đó có âm nhạc, nó kiểu như nó mang cho cái sự tự sự tâm tình rất là nhiều, để lắng nghe nhau nhiều hơn. Chứ xem tiếp. Cả hai sẽ đem lại cho nhau rất là nhiều thứ mới mẻ về những câu chuyện chia sẻ và những cái góc nhìn mới từ hai phía. Focus on your blessing. Yes, you will be enriched in every way so that you can always be generous. Ok, về cái đối tượng này, Kiết thấy á, họ là một người rất là rộng lượng, một người vị tha và kiểu giống như là thế này, người này là một cái mẫu người rất thích chăm sóc và họ thích lắng nghe các bạn. Và khi mà các bạn gặp gỡ họ thì người này lại rất là đảm bảo là bạn có hôm nay có ổn không, có sẵn sàng ngồi chia sẻ với họ không. Và cái người này rất là thích kiểu giống như là gửi những lời chúc cho các bạn, kiểu như chúc buổi sáng, chào buổi sáng, chào buổi trưa, chào buổi tối, chào buổi chiều. Hoặc là Kết thấy người này khá là lịch sự, lịch thiệp, từ tốn. Họ không phải là mẫu người như Kết nói, họ không có nói quá nhiều, nhưng mà mọi cái lời nói của họ đều có một cái âm lượng, âm vật, một cái điều nào đó nó khá quyến rũ, cái chất giọng khá là hay, một cái chất giọng nó trầm trầm, thu hút, sexy, nice. Ủa vậy là đã tỏ tình dữ chưa? Hay là ngỏ lời dữ chưa? Cái việc ngỏ lời tới với từ cái phía người này á, như Kết nói trước nha, các bạn không biết được đâu. Các bạn không có nhận ra là lúc nào là họ sẽ tỏ tình các bạn đâu. Tức là nó tới một cái phương diện nó đột ngột lắm. Và họ sẽ bằng cái cảm xúc thật sự ngay lúc đó của họ để họ trải lòng mình. Nhưng mà thật sự cái người này vẫn còn khá là nhiều tổn thương trong đời sống của họ. Và đó có thể là các bạn nữa vẫn còn rất là nhiều câu chuyện về đời sống tình cảm các bạn đã vừa trải qua. Cho nên Kết thấy trong cái tương tác này cả hai rất là từ tốn, rất là chậm rãi và cũng chill, rất là chill với cái tình huống hiện tại, không có quá vội vàng. Nhưng mà về cái phương diện ai sẽ ngỏ lời trước thì Kết nghĩ cái người ngỏ lời á là cả hai luôn. Kiểu giống như là nếu mà khi bạn im lặng thì họ cũng im lặng, nhưng mà khi mà họ mà kiểu giống như là chủ động thì các bạn cũng sẵn sàng kết nối với họ. Cho nên cái việc ở đây Kết thấy là tại vì có vẻ như là một vài có liên quan về cái khoảng cách địa lý, cho nên là cái sự ngỏ lời này nó cũng có những cái sự cân nhắc nhất định, kiểu giống như là cả hai sẽ đắn đo về cái tình cảm, cái cảm xúc dành cho nhau ở cái lúc đầu. Nhưng mà sau đó thì
Kit nghĩ rằng là mọi người cả hai phía sẽ cố gắng để làm cho cái khoảng cách nó được gần gũi hơn thông qua những cuộc trò chuyện, có thể là bằng tin nhắn, có thể là những cuộc gọi. Nhưng cái thấy rằng là cứ xem tiếp đi để xem bộ Roman Angel nói gì về cái tương tác này giữa hai bạn ha. Với cái lời ngỏ lời này, express your love, và có thể là các bạn sẽ là cái người mà gọi là thể hiện cảm xúc của mình nhiều hơn, quan tâm tới họ nhiều. Tại vì người này kết nối rồi họ cần chữa lành rất là nhiều thứ, và cho nên là khi mà bạn kiểu càng tỏa sáng nè, bởi vì kết mới có cái lá đờ xanh đó đây, bạn càng tỏa sáng, bạn càng thể hiện cảm xúc của mình nhiều, bạn càng luôn luôn dành sự quan tâm tới họ thì họ lại càng cảm thấy được ấm áp hơn. Cái người này ngỏ lời với các bạn sẽ thông qua cái cảm xúc của các bạn. Tức là nếu mà các bạn cảm thấy lạnh nhạt với họ, hoặc là các bạn cảm thấy mệt mỏi, hay là các bạn cảm thấy là không sẵn sàng, thì họ cũng sẽ stay back. Nhưng mà khi mà bạn cảm thấy rất là cái lời ngỏ lời này sẽ xuất hiện trong cái lúc tâm tình trò chuyện, nhưng mà trong cái lúc cái năng lượng của bạn khá là tích cực, khá là vui vẻ, khá là dễ thương, nồng nhiệt, thì họ sẽ ngỏ lời với các bạn đó. Long female, cho nên cái việc ở đây là các bạn cần phải vui vẻ nhiều hơn. Có vẻ các bạn ở tụ thứ hai ở đây là cần phải luôn luôn tỏa sáng. Có thể các bạn là những cái người tóc rất là sáng màu chẳng hạn ha, hoặc là các bạn rất là thích mặc những cái màu xám. Nhưng mà laid back ở đây á, thì cái thấy á, cái người này cũng là một cái người mà gọi là rất là có giá trị tin tưởng. Trầm trầm. Thật ra họ là một cái người mà gọi là có rất là nhiều cái vỏ bọc xung quanh họ. Họ luôn luôn thể hiện là một cái người mà gọi là lúc nào cũng đó, họ nha, cứ thấy cái người này luôn luôn lúc nào cũng thể hiện họ là một người năng động nè. Họ là một cái người mà kiểu giống như là luôn luôn tích cực, nhưng mà thật ra bên trong họ có rất là nhiều cái bóng tối. Bóng tối đây tức là những cái câu chuyện trong sâu trong quá khứ, những cái câu chuyện tồn động cần chữa lành. Họ là một người khá là cô độc trong cái đời sống của họ với những người xung quanh. Dù là lúc nào bạn có thấy họ là luôn luôn là kiểu như là show off cho mọi người thấy là họ rất tích cực, luôn luôn truyền cảm hứng, mà thật ra bên trong họ luôn cô độc. Họ có một cái trái tim tổn thương, và họ mong muốn tìm được một cái đối phương có thể chia sẻ được những cảm xúc. Cho nên cái tinh thần của cái tụ thứ hai nó mang về cái hướng soulmate rất là nhiều. Kiss sẽ sử dụng một cái lá ở đây luôn. Angel, Metatron, người này rất là thông minh. Nhưng mà có vẻ như là trong cái giai đoạn mà bạn và họ gặp nhau á, họ sẽ ban đầu họ sẽ sử dụng lý trí khá là nhiều. Còn các bạn thì cởi mở rồi, các bạn cũng không quan trọng quá nhiều. Các bạn, cái năng lượng của các bạn khi ở trong cái tình huống gặp cái người này, các bạn không quan trọng về cái việc gọi là lý trí hay như thế nào nữa. Khi thấy các bạn đã rất là mở lòng, sẵn sàng chia sẻ và cố gắng rất là nhiều. Và cái người này trong cái lúc đầu họ khá lý trí, họ kiểu giống như là họ cũng bị shock, họ cũng bị bất ngờ về cái việc là họ vẫn nghĩ rằng là chắc trên cuộc đời này sẽ không thể tìm ra được một cái trái tim mà trong veo, hoặc là một cái người có thể đồng cảm được với những câu chuyện của họ. Nhưng họ lại sốc và bị ấn tượng bởi họ gặp các bạn, cho nên là trong cái giai đoạn đầu á, họ muốn chậm chậm lại, họ không phải là kiểu là một cái người nó dễ mở lòng. Tại vì họ còn nhiều tổn thương, họ suy nghĩ rất là thấu đáo mà. Trên cái đầu họ hoạt động cũng nhiều lắm, tại vì họ tạo vỏ bọc bên ngoài mà. Thật ra họ bị sốc một phần là họ không có sẵn sàng cho đời sống tình cảm hay là yêu đương các kiểu đâu. Mẹ chọn con Lost DHA cộng giúp con phát triển trí não với gấp 3 đêm. Trí não nữa. Tức là cái năng lượng của luân xa đỉnh đầu của họ rất là tốt. Nhưng mà có vẻ như là khi gặp các bạn á, thì cái luân xa trái tim của họ lại đập bình bịch. Họ được mở rộng cái luân xa trái tim của mình ra. Câu chuyện tình cảm tụi hai mà ngỏ lời đâu mà sao nghe không thấy tín hiệu luôn á trời. Mà nếu mà nói về cái việc mà ngỏ lời mà ai mà ngỏ hơn giờ mình gọi là mình đấu tranh xíu thì kiểu như là để xem ai là người ngỏ lời trước, thì yên tâm đi, các bạn chỉ là người thể hiện cảm xúc thôi, chứ cái người ngỏ lời là họ mà.
Tại vì họ luôn luôn là những cái người mà muốn tìm thấy được sự an toàn trước tiên về cái trái tim của họ. Cũng tốt, cái thấy cũng ok, họ sẽ hiểu rõ cái lòng mình hơn. Phức tạp nhỉ. Tự nghe tù 2 không muốn trải nữa. Trầm. Mình nói tù luôn mọi người. Thôi nhưng mà lỡ xem tiếp. Vậy Kit muốn xem người này là người như thế nào nữa ha. Cái đối tượng. Trời thông minh lắm nha mọi người ơi. Cunning Man nữa. Rất là có mã nha. Và đặc biệt rất là chuyên nghiệp. Và là một cái người mà gọi là cái thấy bởi họ mới trầm á. Suy nghĩ nhiều, thông minh, người đứng đầu. Và cũng giống như là họ tự kinh doanh, hay là kiểu giống như là cái thấy là họ có rất là mạnh về mặt tài chính. Tụ thứ nhất á, thì cái đối tượng kia không thấy nhắc nhiều về tài chính. Nhưng mà tụ thứ hai thì cái thấy nhắc nhiều về mặt tài chính. Thì có vẻ như là người này khá là thoải mái và hào phóng với các bạn luôn. Các bạn yên tâm đi, thực ra họ chỉ đang bị vướng mắc về cái luân xa trái tim thôi. Họ là một người khó mở lòng, tại vì họ có vẻ như là quan sát trước mọi thứ rồi họ mới có thể chia sẻ được. Cho nên cái việc ngỏ lời này nó khá chậm. Nó không phải là quá chậm như rùa bò, tại vì chậm quá thì cũng không có kết quả nào đâu. Nhưng mà cái việc họ cần làm mọi thứ nó dịu dàng, nó nhẹ nhàng, nó chậm lại. Và khi trái tim của họ lên tiếng thì họ sẽ nói bằng con tim của mình, chứ họ không có nói bằng lý trí nữa. Trời, cứ xem tiếp. Vậy thì nếu mà các bạn kết nối với nhau nữa thì mọi thứ sẽ như thế nào ha? Cho cái tương tác này, về cái việc ngỏ lời này. This could be the one. Mọi người ơi, this could be the one nha. Bạn và cái người này có vẻ như là được thiên thần share duyên cho cái tương tác. Bởi vậy cứ thấy là bạn tới và họ tới để problem solved. Yeah. Họ bị vướng mắc về trái tim, về tình yêu, về tình cảm. Bạn là cái người sẽ giải đáp được khúc mắc về cái câu chuyện tình cảm, về cái trái tim đó cho họ. Bạn giống như một người chữa lành, là một cô y tá mặc đồ trắng để tới chữa lành cho con tim của họ. Và người này á, là cái người tới với cái cuộc đời của các bạn, ngỏ lời với các bạn, là để bởi vì họ cảm thấy rất là ấn tượng với cái sự duyên dáng, một cái nét nào đó nó đặc biệt, nó thu hút được các bạn và họ muốn giúp đỡ và cũng giống như là hỗ trợ các bạn về mặt tài chính và cũng như là tinh thần nữa. Và ngoài ra thấy mưa dầm thấm lâu, tức là người này trong cái lúc ban đầu là họ sẽ dùng lý trí, nhưng mà về sau này khi mà cái trái tim của họ càng rộng mở thì Kit nghĩ rằng là this could be the one. Họ rất là lãng mạn. Họ là một người lãng mạn ngầm nha mọi người. Họ lại sẵn sàng làm mọi thứ cho các bạn luôn. Cho nên Kit thấy các bạn sau này sẽ có một cái tiền đề khá là ổn với người này. Nhưng mà cái giai đoạn đầu nó chậm và các bạn sẽ là một người thể hiện nhiều hơn. Nhưng mà sau khi mà bạn đã có được cái con tim của cái người này rồi thì Kit thấy á, họ không phải là cái người theo cái phương diện mà ngỏ lời ở cái việc là chúng ta hãy như vậy nhé đâu. Nhưng mà họ sẽ ngỏ lời ở cái phương diện rằng là họ hành động nhiều hơn. Control, họ là một người rất là hành động. Sau này khi mà họ ngỏ lời á, họ tới từ trái tim. Nhưng mà sau đó họ sẽ là một cái người rất là muốn chăm sóc và phải là cái người rất là chịu trách nhiệm với cái cuộc đời của bạn nữa. Một khi không yêu thôi, mà chứ yêu vô một cái là họ sẽ là cái người muốn chịu trách nhiệm với các bạn. Cho nên có vẻ như tụ hai này sẽ là cái tụ mang hơi hướng về hành động và trách nhiệm trong chuyện tình cảm nhiều hơn. Và họ cũng là một người lãng mạn ngầm, chỉ là họ không nói ra miệng thôi. Thì nếu mà mọi người ở tụ thứ hai thích một cái mẫu người mà gọi là luôn luôn nói những lời đẹp đẽ, lãng mạn, hoa mỹ như thế nào đó, thì đó không phải đối tượng này. Đối tượng này là một người thích hành động, thể hiện bằng cái giá trị mà họ có thể đem lại cho các bạn. Họ thích lắng nghe các bạn và họ luôn luôn là một cái người hy sinh ngầm, gọi là đứng ở hậu trường để nâng các bạn lên. Cho nên cái thấy đây là một người cũng khá là lãng mạn. This could be the one nữa. Cái sẽ cho một lá cuối cùng sau khi mình tới với con charm ha.
Hot chakra, ôi là trời, cái nói về lương xa trái tim thì nó lại hiện lên luôn. Yêu, thật sự cái bản đến với nhau là từ con tim đến con tim. Love is the heart of matter. Your heart is the center within your physical being. Attuned is most to love. It's safe for you to love and be loved with an open heart. As we stand by with perfect perfection and guidance. Cái người này cần chữa trị, chữa lành cái con tim của họ trước thôi. Tại vì khi họ luôn dùng lý trí ở tất cả mọi thứ, cho nên khi gặp họ bạn cái tần số matching nhau, họ bị sốc, giống như là điện có tim giật mạnh đùng cái á, cái luân xa con tim của họ là mở ra. Thì ok, Ký sẽ kết thúc trả bài ở đây và Ký sẽ tới với cái lá charm ở đây. Còn cái những cái dữ liệu về sau mình nghe những trả bài khác nha. Cái trả bài của ngày hôm nay chỉ đang nói là ai sẽ là người ngỏ lời thôi. Ok, Ký bóc charm ở đây cho mọi người nhé. Kiss it, touch cuddle. Oh wow, người này nha và bạn rất là thích hôn nè, sờm ó nè, thích ấm áp vỗ về, rất là lãng mạn luôn. Số 2, có thể người này sinh tháng 2 hoặc có kết nói là có song ngư mà, có song ngư, có bảo bình. Nhưng mà 2 cũng có nghĩa là cao cấp. Chill, hai bạn khá là chill. Người này tỏ tình ngỏ lời với các bạn trong cái lúc mà chill nhất. Đang uống rượu, đang nghe nhạc, đang chill nhà. High road. Thì Kit nói cái câu chuyện nó giống như là đường cao tốc vậy đó mọi người. Tức là ở đây là nó sẽ có một cái việc mà gọi là ban đầu sẽ chậm, nhưng mà về sau khi cái trái tim mở ra thì giống như một đường cao tốc vậy đó, sẽ phóng thẳng và tình cảm của hai bạn phát triển một cách rất là mạnh mẽ luôn. Vừa mới nó mạnh mẽ cái đèn nó rớt xuống. Ears. Hồi nãy cái lá bài nó nói về listen, lắng nghe, thì ở đây là có cái lá lỗ tai. Lỗ tai thì lắng nghe, lỗ tai lắng nghe mà. Có vẻ như hai bạn rất thích cùng nhau nghe nhạc và người này cũng rất là thích lắng nghe bạn nói nữa. Bạn càng nói nhiều họ càng mê. Cái người này thường thì họ thích nghe ai nói nhiều hoặc là nói kiểu như quá hoa mỹ luyên thuyên, nhưng mà khi mà bạn nói chuyện giống như họ bị mê hoặc với cái giọng nói và cái câu chuyện của các bạn. Bicycle, đạp xe nữa, hèn chi em nó nghe là mấy bà đã đường cao tốc mà đạp xe đạp nữa. Tức là lên dốc á, thì nó đạp xe đạp thì nó lâu, nhưng mà khi mà tụt dốc á, là giống như không phanh luôn á. Có vẻ như là câu chuyện tình cảm của bạn khi mà phát triển về sau, về lâu về dài, giống như là cái bánh không phanh, nó không có ngừng lại, càng mưa dầm thấm lâu. Ok, đó là những gì Ký cảm nhận được. Và cho thêm lá đi, mình ăn gian đi. Định mệnh rồi, gặp nhau là định mệnh thôi. Ăn gian vậy quá đủ rồi. Ok, gặp nhau là đều có ý nghĩa hết, cho nên hãy nắm bắt nhé. Tuổi thứ hai, cho nên là họ sẽ ngỏ lời với các bạn, nhưng mà từ từ. Trước mắt là những câu chuyện chia sẻ và bạn cần phải thể hiện cái tình cảm của mình nhiều nhất có thể nhé. Ok, nếu các bạn có thích trả bài này, mọi người có thể donate cho Kit qua tài khoản ngân hàng. Kit sẽ để thông tin ở dưới phần bình luận. Ngoài ra mọi người có thể like và share video này để tỷ lệ được YouTube recommend cái video này tới với mọi người nhiều hơn nha. Bye bye mọi người, hẹn mọi người vào những trả bài tiếp theo. Nhật Bản đã chọn tụi bài thứ 3 là cái chai nước hoa Chanel này. Nước hoa nắp trắng, một chai vintage, một cái phiên bản đã ngưng sản xuất của Chanel. Kit rất thích mùi này, hình như đây là mùi của hoa mơ, hoa trà nha. Tủ 3, Kit sẽ thay thế ở cái phần tủ 2 bằng cái chai nước hoa Chanel này để các bạn biết tới cái phần tủ của các bạn nha. Ok, và cái trải bài hôm nay Kit sẽ không có check năng lượng của chính các bạn nghe cái trải bài hôm nay, mà Kit sẽ check cái năng lượng từ phía của những cái đối tượng xung quanh các bạn. Tức là khi mà họ nghĩ về bạn, họ cảm thấy bạn là người như thế nào. Cho nên các bạn chỉ cần ngồi cầm ly trà sữa, ngồi ngâm nghi và nghe cái đối phương, những cái đối tượng ở người ngoài xung quanh nghĩ về các bạn ha. Ok, Kit sẽ sử dụng bộ tarot này để check trước, xem thử rằng là cái đối tượng mà mọi người xung quanh khi nghĩ về bạn thì thấy bạn là người như thế nào.
10 pentacles, 10 soul. Air Wands, 8 gậy. Ace of Pentacles, Ace of Pentacles, có nghĩa là Eight of Wands và có 10 xu. Ok, vậy thì thế này, người ta nghĩ về bạn, người ta cảm thấy bạn là một người gọi là có trách nhiệm, một người khá là nhiều trách nhiệm và kiểu luôn luôn hành động vì lẽ phải, luôn luôn hành động vì những cái điều mà mình mong muốn, là một người luôn luôn rất là nhiều sự sáng tạo. Người ta thấy bạn là một người lúc nào cũng có chuyện để làm hết trơn á, rất là thích bận rộn. Các bạn enjoy những cái điều bận rộn, các bạn cảm thấy rằng là hoạt động về trí não, khối óc, chân tay, sáng tạo, đó là một niềm vui của các bạn rồi. Vì các bạn nói thiệt nha, rất là một người có cái sự nghiệp khá là rất là ổn luôn. Tại vì cái thấy có cái lá 10 xu ở đây, và đặc biệt các bạn là những cái người rất là yêu thương gia đình, cho nên khi mà người ta nghĩ về các bạn á, người ta thấy các bạn là một người gọi là rất là chăm sóc gia đình, kiểu giống như là, nhưng mà khi người ta nghĩ về các bạn, người ta cảm thấy an toàn, là một người có thể gọi là có thể kết hôn, là một người là có thể gọi là trao trọn trái tim, là một người giống như các bạn tuổi thứ ba, là một người là hình mẫu của gia đình vậy đó. Cho nên khi người ta nghĩ về bạn, người ta rất thấy ổn định, người ta thấy vững chãi, và bạn là hình mẫu quốc dân để cho mọi người mong muốn được kết đôi, được giống như là sinh ra để cưới mọi người. Mặc dù các bạn đây vẫn chưa nghĩ đến cái việc, hoặc là kiểu như là ai mà nôn quá thì không nói, nhưng mà ai chưa nôn thì cũng cảm thấy là chưa có ý định sớm đâu. Đang muốn trải nghiệm rất là nhiều thứ, nhưng mà có vẻ như là cái vẻ ngoài của các bạn toát lên ở một cái việc sự tin tưởng. Khi mà ta nghĩ về bạn, người ta cảm thấy bạn là một nét rất là nhiều sự tin tưởng. Người ta thấy bạn rất là nhiều sự vững chãi và ổn định, và người ta rất tin tưởng các bạn ở tuổi thứ ba nhé. Tại vì cái lá 10 xu này và cái lá 8 gậy cho Kit cảm giác là các bạn nói là các bạn làm, thực hiện được mọi thứ hết. Các bạn không có ngán ai, chứ không ngán điều gì hết. Rất là thích trải nghiệm, và cũng như là càng trải nghiệm nhiều, các bạn lại càng hứng thú với những cái trải nghiệm của mình. Kit sẽ xem tiếp bằng bộ này, để khi người ta nhìn về phía bạn, người ta nghĩ về bạn tiếp theo ha. Cái mic này làm Kit rất là khó chịu. Bật ghê. Kick off your heels. Thế chơi một con unicorn sẵn sàng đá tung ra chuồng gà. Các bạn tụ ba rất là đam mê, đầy mãnh liệt. Người ta nhìn vô người ta thấy wow, bạn lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, tràn đầy nhựa sống, tràn đầy đam mê, nhiệt huyết, hết mình làm mọi thứ để đạt được những cái điều các bạn mong muốn. Hèn gì người ta cảm thấy các bạn, người ta rất là ngưỡng mộ theo cái phương diện, người ta rất là mong muốn được kết đôi, và người ta kiểu giống như là rất là an tâm, rất là tin tưởng các bạn. Các bạn tuổi ba là những người dẫn đầu một cách mạnh mẽ. Ok, khi người ta hướng nhìn vào bạn, người ta cảm thấy bạn như vậy đó. Vậy thì bây giờ là mình sẽ vào chủ đề chính ha. Vậy thì sắp tới ai là người sẽ ngỏ lời với các bạn nhé. Cái sẽ sử dụng bộ tarot này để xem ai là người sẽ ngỏ lời với các bạn ở tuổi thứ ba, ai đó. Seven of Swords. Nhiều đối tượng sẽ ngỏ lời với các bạn, hai đối tượng nha. Six of Swords. Hai đối tượng, một đối tượng là bạn rất là ok, rất là thích, còn một đối tượng là bạn không thích, nói thẳng ra là vậy. Magician. Sẽ phải lựa chọn. Sắp tới tuổi thứ ba sẽ rơi vào tình huống lựa chọn khá là nhiều. Cái đối tượng á, mà các bạn cảm thấy rất là ok á, thì nghĩ rằng là có thể là ở xa, hoặc là cái đối tượng các bạn không thích ở xa. Nói chung một trong hai đối tượng sẽ là có một người ở xa, hoặc là cả hai đều xa, nhưng mà cái thấy là sẽ có một khoảng cách địa lý hoặc là như thế nào đó về xa. Nhưng mà thế này nè, cái người ngỏ lời với các bạn sắp tới á, sẽ là người cũ, một người cũ.
và kiểu như họ muốn, nếu mà ở đây ai mà chia tay các kiểu rồi á, mà vừa bước vào một mối quan hệ á, thì một cái người trong tương tác cũ muốn tương tác lại với các bạn, muốn chúng ta cùng nhau xây đắp lại tổ ấm nhé. Nhưng mà có vẻ như các bạn không thích nữa, các bạn cảm thấy là các bạn đã cố gắng chữa lành rất là nhiều, bạn tự tin các bạn tụ thứ ba là một người không ngoảnh lại nha. Các bạn tụ thứ ba là một người gọi là làm sống hết mình một cách trọn vẹn nhất trong cái thời điểm đó. Nhưng một khi một chiếc áo đã cũ và các bạn sẽ sẵn sàng gọi là cất chiếc áo ấy, dù rất là hoài niệm nhưng mà các bạn sẽ cất cái chiếc áo ấy vào một cái không gian riêng tư, linh thiêng. Gọi là mình chôn những cái điều đó vào quá khứ, các bạn chỉ là những người nhìn về phía trước thôi. Tại vì cái thấy á, cái người có hai, bởi vì Kim mới nói là có hai đối tượng sẽ sắp tỏ tình với các bạn, nhưng mà một cái đối tượng thì bạn không mong đợi theo cái phương diện là bạn không mong muốn ấy, thì họ lại muốn có một cái sự trở về với các bạn. Còn ai mà tụ ba cảm thấy là tôi muốn kết nối lại với người yêu cũ của mình, tôi muốn nhìn về người cũ tôi muốn như thế nào, thì dù bây giờ là bạn mong muốn kết nối lại với người cũ, nhưng mà một thời gian sau á, bạn cũng là cái người dứt áo ra đi đầu tiên, tụ ba á. Nhưng mà cái đối tượng thứ hai á, mà cái cảm nhận được rằng là sẽ tỏ tình ngỏ lời với các bạn, sẽ là một người cũng kiếm không mà cung khí nhiều. Cái đó, những cái đối tượng nó mang màu sắc cung khí nhiều nha. Tại vì cái đối tượng không biết sao nha, chỉ thấy cái đối tượng mà cũ á, mà các bạn biết rồi, nó hơi reflex, nó có nhiều cái màu sắc, nó không an toàn. Tụi thứ hai thì em nha, cái nhân vật thứ hai á, thì là cái nhân vật có nhiều cái tư duy thông minh mà bạn cảm thấy thu hút, kiểu như là cái đối tượng mà bạn đang chờ đợi sắp tới mà ngỏ lời với các bạn, cái người này mà một cái màu sắc nó mới mẻ và các bạn thích những cái điều mới. Các bạn tụi ba là chỉ thích xài đồ mới thôi, chắc không giống Kiết, hàng chỉ tụi ba Kiết không chọn được làm vậy rồi. Tại vì Kiết là người thích rất thích đồ vintage, những cái mẫu hàng mà đã qua sử dụng rất là lâu, có giá trị bền vững theo thời gian. Còn tụi ba thích đồ mới, thích những cái gì giá trị nào, thích uống cái gì cũng phải mới, ai nóng nhất, kiểu như pha nóng hổi mới ra lò kiểu vậy á, rất là trendy nha. Tụi ba rất trendy, rất là thời thượng luôn. Tụi một, tụi hai, tụi một là một người ăn mặc fashion mix match, tụi hai là một người mà gọi là cái vẻ ngoài ưa nhìn và nổi bật theo cách riêng, nhưng mà tụi ba là một người rất là trendy, rất là một người rất là xu hướng, kiểu như là đứng đầu mà, kiểu như các bạn luôn luôn diện vận những cái gì mới nhất, trend nhất các kiểu. Một vài bạn đó là influencer hoặc là TikToker, YouTuber hoặc là những cái người mà có tiếng nói, có khá là nổi tiếng chẳng hạn ha. Và cái người mà tỏ tình với các bạn hoặc là cái người ngỏ lời với các bạn á, cũng làm chung cái lĩnh vực nổi tiếng đó. Nếu mà các bạn làm chung lĩnh vực nghệ thuật thì cái người đó cũng làm trong cái mảng này luôn. Còn ai mà không làm lĩnh vực nghệ thuật á, thì cái người kia nó cũng khá là nổi bật, cũng kiểu có cái diện mạo á, mọi người magician mà, thì cho cái cảm nhận là cái người mới thôi, nó ngỏ lời để các phương diện là như thế nào ta, khá là nhanh, chắc là cũng sắp ngỏ lời rồi. Nhưng mà bắt buộc các bạn phải đứng ở hai cái lựa chọn, mặc dù các bạn không thích lắm về cái lựa chọn, về cái việc mà có cái người cũ hoặc cái tương tác cũ, nhưng mà các bạn vẫn đắn đo, vẫn còn đắn đo chứ. Mà sao mặc dù các bạn không thích nhìn về phía sau, các bạn nhìn về phía trước thôi, nhưng mà tại vì các bạn là những cái người mà gọi là cũng rất là dễ mũi lòng á tụi ba. Ví dụ mà ai mà dùng ngon ngọt, mà ai mà chiêu dụ các bạn với những cái gì đó nó nóng hổi nhất hoặc là như thế nào đó, thì các bạn cũng dễ mui lòng. Không biết cái tụ thứ ba này ngỏ lời xong rồi có đi đến đâu hay không, thì cứ xem tiếp đi. Xem tiếp là chắc ăn nhất. Hai đối tượng, change in direction, Kit nghĩ rằng là các bạn sẽ hướng về những cái điều mới mẻ hơn, các bạn muốn thay đổi
các bạn không muốn ở trong một cái vùng nào đó nó quá cũ kỹ, hoặc là trong một cái nơi nào nó quá là bình thường, hoặc là trong một cái nơi nào đó nó quá quen thuộc. Sự thay đổi sẽ tới. Kết nghĩ là các bạn sẽ có được một cái quyết định sớm thôi. Kiểu giống như là lúc đó không ai tỏ tình, không ai ngỏ lời á, thì ngồi chỏng mặt ra thì không ai nói năng gì. Nhưng mà khi mà các bạn tự nhiên thình lình một cái thì lại có cùng lúc nhiều đối tượng, mà ở đây rõ nhất là hai đối tượng, các bạn lại phân vân nhỉ, có sự phân vân ở đây. Nhưng mà kiếp nghĩa là các bạn nên thay đổi, đổi mới. Thì cái gì mới, cái gì mà kiểm nghĩa đây là cho các bạn sự hứng thú thì các bạn có lựa chọn thôi. Tại vì chứ không có cảm nhận rằng là trong cái tụ bài tụ ba này, cái việc ngỏ lời này nó sẽ đem tới cho các bạn một happy ending, hoặc là một cái gì đó nó quá mang một màu sắc mà gọi là twin flame soulmate. Tụ thứ ba mang cái màu sắc ở cái việc gọi là đổi mới tư duy, gặp nhau để thay đổi những cái định hướng các kiểu, nó sẽ tốt hơn nhiều. Honoring your true feelings. Thật ra cái đối tượng mà mới thì nó cũng khá là mang một cái hơi hướng là nó không có rõ ràng, nó hơi mập mập mờ mờ, không biết sao cái cảm nhận vậy. Một vài bạn thôi ha. Divide purpose. Cái người ngỏ lời với các bạn divide purpose thì kết cũng trang phục màu tím, mà cũng có vẻ như là cũng có trực giác tâm linh đấy chứ, có liên quan ở đây nhiều. Nhưng mà có vẻ như vũ trụ sắp xếp cho cái việc ngỏ lời này để giúp cho các bạn thức tỉnh điều gì đó sau này. Không biết là gì ta, để xem tiếp đi. Tụ thứ ba là một ẩn số. Have the faith to walk through new doors. For everything there is a reason and time for every activity under heaven. Sao cái tụ ba này nó liên quan về cái thời gian, về cái vấn đề mà kiểu một cánh cửa mới mở ra cho một cái chương cũ khép lại hả? Sắp sửa tụ thứ ba nha, có vẻ như thức tỉnh tâm linh nhiều. Các bạn trực giác rất là tốt luôn, nhưng mà có vẻ cần thức tỉnh tâm linh. Why? Tại sao? Tự nhiên có lại tới cái đoạn thức tỉnh tâm linh trong cái việc chủ đề ngỏ lời vậy trời. Thấy số lập nhiều nữa nó, tụ ba ơi. Các bạn cảm thấy năng lượng của mình giờ này nó khá lạ. Nó kiểu giống như là nó rất là nóng luôn á. Kiểu như mọi người cảm thấy cơ thể mình nó không có sốt hay gì hết, nhưng mà nó lại nóng bên trong, cái năng lượng nó vận hành bên trong. Clearly decide what you want so that it comes to you now, right now. Thật sự nha, nói thẳng nha, cả hai đối tượng ngỏ lời với các bạn sắp tới á, nó không mang một cái giá trị theo cái phương diện là đi lâu dài về mặt tình cảm. Nhưng mà tại vì á, cái đối tượng cũ nó vẫn còn khá là nhiều cái câu chuyện tồn động toxic hay là như thế nào đó, và cái đối tượng ngỏ lời mới sắp tới mà các bạn ngỏ lời với các bạn sớm thôi, cái thấy là sớm nha, thì nó giúp cho các bạn mà gọi là nhìn về cái điều mới mẻ hơn, cho các bạn không bị chấp niệm vào những cái điều cũ nữa. Cái người ngỏ lời mới này nó mang một cái việc là giúp cho các bạn thoát khỏi, làm mới, thay đổi, có thể là về ngoại hình nữa, và có thể là về cái thế giới quan, thế giới sống, giúp cho các bạn mở ra được nhiều điều mới mẻ hơn. Cái việc ngỏ lời ở đây á, nó mang một cái hơi hướng là đôi bạn cùng tiến, cả hai cũng kiểu như là khi thấy ngỏ lời xong rồi kiểu không đi tới theo cái phương diện là tình yêu nghĩa lý cao đẹp gì hết, nhưng mà nó giúp cho cả hai bạn cùng phát triển một cái lĩnh vực nào đó chung nữa. Win-win solution, một cái giải pháp win-win, cả hai cùng có lợi. Có lợi ở đây tức là thế này,
bạn thì được đổi mới, còn người này á lại nhận được nhiều năng lượng ánh sáng từ truyền cảm hứng từ các bạn nhá. Làm bạn cũng tốt, tri kỷ cũng là một điều mà Kit nghe được, hoặc là nhiều khi ngỏ lời xong rồi sau một thời gian cả cưa các kiểu nhận ra chúng ta là chị em. Plot twist quá. Plot twist. Young, rất là trẻ, người trẻ không hả? Tại vì các bạn, cả hai bạn đều còn trẻ lắm. Cả hai bạn đều còn có những cái cơ hội rất là nhiều ở phía trước để đang chờ đợi, cho nên khi thấy cái việc ngỏ lời của một cái đối tượng mới này, nó giúp cho các bạn thay đổi, đổi mới, và nó giúp cho các bạn bước khỏi cái tình huống cũ trong đời sống tình cảm. Tụ ba mà một cái màu sắc thức tỉnh tâm linh nhiều nha, cho nên Kit cảm thấy là các bạn sẽ mở ra được nhiều cái năng lực, cái tri giác rất là mới. Sắp tới các bạn sẽ khám phá rất là nhiều thứ về cái khía cạnh của bản thân mà các bạn chưa bao giờ nhìn nhận được ở mình có được. Không biết vì sao Kit cảm nhận như là các bạn có một năng lượng khá là tốt về cái việc cảm nhận được những cái điều sắp xảy ra ha mọi người. Bạn biết cái đối tượng ngỏ lời các bạn sắp tới nó không đi về đâu hết, cũng không phải là tình cảm gì nó quá cao xa, nhưng mà bạn vẫn muốn thay đổi, bạn muốn chấp nhận nó, bạn muốn trải nghiệm với điều đó nhiều. Bạn không câu nệ nề hà về cái việc dám đổi mới. Wow, vậy là các bạn đã biết trước được những cái đối tượng này tới ngỏ lời ở cái phương diện là như thế nào rồi. Có một cái mục đích nào đó nhưng mà các bạn vẫn sẵn sàng. Tại vì cái mục đích ở đây nó cũng không có gì, nó quá nghe mà ghê gớm, nghe mục đích ghê gớm. Thật ra nó mục đích ở đây là tới đây cái phương diện là giúp cho cả hai cùng enjoy cuộc sống. Tri kỷ cũng là tốt, tình chị em cũng là tốt. Có thêm bạn thì thêm vui. Chắc tụ đó ba cái sẽ kết thúc sớm, tại vì tụ đó ba cái kết quả nó hơi rõ ràng. Mà thôi cứ xem tiếp cho mọi người đi. Kết thúc chi cho sớm vậy, mất vui. Go for it. Các bạn chơi tới luôn. Không sợ gì hết trơn á. Nãy giờ nha, nói thẳng luôn, cái năng lượng tụ ba unicorn rất là nhiều năng lượng về sự trải nghiệm. Các bạn chơi tới luôn, không sợ hãi nữa. Các bạn nó quá nhàm chán tới với cái bạn muốn làm mới mình. Cả hai còn trẻ thì cả hai cứ đi tới luôn, lo ngại gì đúng không mọi người? Sorry nếu mà Kit nhìn hơi bổ bả xíu, nhưng mà Kit thấy nàng cả hai hợp vai với nhau. Nhiều khi có chuyến đi chơi chung nữa. Nhờ có chuyến đi chơi chung này nhận ra tình chị em keo sơn mãi mãn. Trời ơi, tụi ba rất là vui. Nó gì đó, nó hài hước sao á. Thôi cứ xem tiếp nha. Roman Angel, nó có plot twist nữa tụi ba không? Đúng, tụi ba nghe kiểu giải trí luôn á. Hèn gì, biết sao mọi người, Kit nói có đi chơi, có chuyến đi chơi chung honeymoon. Có đi chơi chung nha. Có passion, có nồng nhiệt với nhau luôn. Không phải nói gì, cả hai còn trẻ cho nên cả hai sẽ không đặt nặng chuyện yêu đương theo cái phương diện là nó người ta người đời hay gọi là sến sẩm, hay là kiểu thực ra cái từ sến sẩm nó cũng khá là hay lãng mạn, nhưng mà các bạn sẽ kiểu giống như là do bạn cùng tiếng, có phước cùng hưởng, có nạn thì từ từ để có làm sao. Nhưng mà kiểu giống như là hai bạn ước đi tới đâu tới, đi được tới đoạn nào đi, có đam mê nồng nhiệt mà cũng kiểu 18 cộng hơi bị mạnh nha. Nè, Ace of Cups nè.
làm mới năng lượng của nhau thôi. Tại vì các bạn là những cái người mà gọi là cả hai đều rất là thông minh. Người này cung khí và bạn cũng mang màu sắc suy nghĩ nhiều, cung khí sáng tạo lắm, thích kiểu như là hôm nay đi này đi kia, rồi lúc này làm kia, rồi rất là thích share những cái clip hài với nhau, rồi rất là thích chia sẻ nhiều thứ. Khi thấy cái sự ngỏ lời này nó tới ở cái việc là nó giúp cả hai giải thoát bản thân, cho cả hai cảm thấy thoải mái, cho cả hai cảm thấy được free or sao, được tự do. Cảm ơn anh đã loại em để cho em được sống tự do. Cả hai tới với nhau đều có một ý nghĩa, divine purpose là giúp cho cả hai cảm thấy tự do như những con chim cánh chim. Nhưng mà các bạn lại hợp cả nhau về cái phương diện du lịch nè, cái phương diện cũng khá là quẩy, kiểu năng động lắm. Chỉ thấy có sự rất là nhiều sự lửa và năng động ở đây, và đặc biệt mặt 18 cộng nó cũng khá nhiều nha. Vì là tụ ba có vẻ như là nó sẽ hỗ trợ nhau đôi bạn cùng tiến rất là nhiều ha. Nhưng mà cứ enjoy thôi, các bạn thích điều đó mà, vui vẻ thôi. Work. Vì cái thấy cái ưu tiên của các bạn trong cái sau lúc này, khi nghe cái trả bài này, và sau này nó vẫn thiên về công việc. Hoặc là các bạn có thể là làm việc chung với nhau nữa, kiểu như sẽ tạo những cái dự án chung, năng động sáng tạo lắm, cũng tốt, mình cứ kết nối, giao lưu bốn phương, ok mà. Thôi, tại vì cái tụ ba này khi thấy là nó không có đi về cái phương diện là soulmate. Nếu mà soulmate hay cái phương diện là tri kỷ thì ok á. Cùng nhau nói xấu một người, nói xấu đứa bồ cũ. You're special. Cái lá you're special này nó nói bạn rất là đặc biệt, cho nên cái thấy là cái vẻ có vẻ như là các bạn sẽ tìm được một cái người đặc biệt sau cái tương tác ngỏ lời này. Chứ cái người ngỏ lời này á thì không phải là cái người đặc biệt quan trọng với các bạn trong cái hành trình yêu đương, hay là hành trình soulmate twin flame, hay là hành trình về tìm một nửa đâu. Nhưng mà họ là một cái giống như một bạn là con diều đi, còn họ là ngọn gió. Họ tới để nâng các bạn lên, để cho các bạn cảm thấy tự do, thoải mái, freedom hơn. Ok đó, cứ thấy cái tương tác này ngỏ lời nó giúp cho các bạn thoát khỏi những cái thế giới quan quá cũ. Đây là cái sẽ bắt đầu bóc con charm cho mọi người trước khi kết thúc trải bài nha. Tại vì tụ thứ ba thời gian nó ngắn hơn, cho nên cái sẽ bóc nhiều charm hơn. Butterfly. Transformation rất là nhiều. Sự lột xác luôn, cả hai tới với nhau đúng là lột nhau. Lột xác cho nhau để cho cảm thấy, chứ phải lột nhau. Lột xác cho nhau để cả hai trở nên mới mẻ hơn, năng động hơn, tươi vui hơn. Nhiều khi mấy bà đây ai kết hôn giả để đi nước ngoài nè. Giỡn cái đồ đó, bỏ qua đoạn này. Surrender, release, buông bỏ. Surrender, release, cả hai tới với nhau. Cái ý nghĩa ngỏ lời này á, surrender, release, cả hai cảm thấy thoải mái, được cảm thấy là sống được là chính mình nhiều hơn. Around the world, cả hai đều thích đi du lịch chung. Thấy chưa? Nó là around the world nha. Gì cũng chơi tới. Humble, khiêm tốn. Chứ thấy cái đối tượng mà của cái người kia khá là khiêm tốn, họ cũng khiêm nhường các bạn rất là nhiều thứ, nhịn các bạn lắm đó nha. Fond. Có thể là fond cũng cảm nhận là hay gọi nhau, hay chia sẻ qua mạng, qua điện thoại. Bởi vì hồi nãy cái nó có đoạn chia sẻ những clip hài, meme các kiểu á. Ồ, hai lần lắp phone luôn là trời. Ồ, hai lần lắp phone luôn á mọi người. Vậy là kết nối là đằng xa nữa. Vậy là ok, biết sao mà không tới được nhau mọi người. Nhiều khi là đang kết đôi xong rồi một người phải đi du học, đi xa, là làm việc xa, là người chuyển nơi ở, hay là phải có khoảng cách địa lý, hay là đang yên đang lành với nhau một giai đoạn thì một bên phải làm xa, hay là có một cái dự án con đường riêng rồi đi xa kiểu vậy, cho nên cả hai cảm thấy làm bạn vui nhất. Ở đây có rất là nhiều lửa nhưng mà rất là hợp cả nhau về cái mặt du lịch, vui chơi và 18 cộng. Destiny, các bạn định mệnh hợp nhau, bàn tay, cả hai cũng thích nắm tay, cũng chia sẻ rất là nhiều thứ.
hoàng vai nhau giống như là tình đồng chí. Hot to hot. Trời, hôm nay tình chị em buông chuyện nha. Hai cái điện thoại giờ hiểu rồi đó. Hai bên nói đầu dây với nhau, buông gì nói xấu một người. Nói xấu người yêu cũ. Water chắc nhiều chuyến đi biển. Số 3 có liên quan đến số... Ê, 33 luôn nè. Hai bạn hợp cả nhau vãi. Nhiều khi hai bạn sinh cùng ngày, cùng tháng, không cùng năm. Hoặc nhiều khi cùng năm, mà không biết sao có chung số 3. Cars, những lá bài hả? Nhiều khi chắc người này đọc tarot cho người kia á, mọi người chuyên gia tư vấn tâm lý cho nhau. Ê, cái tình đồng chí, tình chị em, tình bằng hữu, tri kỷ ở tụi ba nhiều lắm. Black white là người trắng, người đen. Tức là bổ trợ cho nhau rất là nhiều. Kiểu giống như là lúc người này giận thì người kia xoa, người này đắm thì người kia xoa. Hoặc là người kia buồn thì người kia sẽ an ủi vui vẻ với nhau. Chứ thấy cái tương tác này khá là ổn. Cái sự ngỏ lời này gặp như Kiết cũng nhận nữa. Có thêm một người bạn, người chị, người em, người anh, trai mưa, em gái mưa như thế nào, chị mưa gì đó. Nó lại rất là niềm vui nữa. Ok, bên những gì Kiết thấy trong cái trải bài tuổi thứ 3 này. Nếu mà mọi người kia thích cái trải bài này, mọi người có thể donate cho Kiết qua tài khoản ngân hàng. Kiết sẽ để thông tin ở dưới phần bình luận. Và ngoài ra mọi người có thể like và share video này để cho tỷ lệ tương tác được tăng cao hơn nhé. Ok, bye bye mọi người. Hẹn mọi người vào những trải bài tiếp theo nhé.